Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 229. Nam đế im lặng. Thần mục cười, hắn đang lấy ngươi để luyện tập. Nam đế gật đầu, ta biết. Thần mục nhìn về phía Diệp Huyên ở ngoài cửa, khẽ nói, phải công nhận rằng, tên kia đúng là yêu nghiệt. Muội muội kia của hắn chắc chắn cũng không phải người bình thường, thấp nhất là tương lai đạo, thậm chí là cao hơn. Cao hơn. Sắc mặt nam đế chợt thay đổi nói, không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng, tương lai đạo đã là cực hạn rồi. Thần mục khẽ cười nói, đừng sợ, dù nàng có là cảnh giới không biết thì sao. Dưới chủ nhân bút đại đạo đều là con kiến. Ông ta nói xong bèn nhắm mắt lại, mở tay ra, trong tay xuất hiện hai quân cờ, lần này, ta muốn đánh bại nửa đứa con của trời. Đánh bại nửa đứa con của trời. Trên mặt thần mục toát ra một nụ cười đầy tự tin và thong dong. Dòm ngó thiên cơ. Bất cứ lúc nào, dòm ngó thiên cơ cũng là một hành động chống lại lẽ trời. Thế nhưng, bây giờ ông ta vẫn sống nhăn răng. Điều này cũng đã chứng minh thực lực của ôn ta. Thần mục nhìn bên ngoài nói, nếu hắn vẫn là người thiên mệnh thì ta còn kiêng kỵ ba phần, nhưng hắn đã bị cướp đi số mệnh thiên mệnh. Giờ đây, hắn đã không còn chủ nhân bút đại đạo chống lưng nữa. Ông ta nói xong, lắc đầu cười, muốn giết thì chỉ trong nháy mắt. Nam đế trầm giọng hỏi, khi nào thì chúng ta giết hắn? Nàng ta quả thật đã sắp không chờ nổi nữa. Thần mục cười, đừng sốt ruột. Sát đạo trận của chúng ta cũng sắp hoàn thành, trước khi giết hắn và chủ nhân bút đại đạo thì lấy muội muội của hắn tế trận trước đã. Nam đế nhỏ giọng hỏi, chủ nhân bút đại đạo sẽ ngăn cản sao? Thần mục nhắm mắt lại nói, sau khi giết cô gái váy trắng thần bí kia, kế tiếp chính là trận chiến trung cực của chúng ta. Bởi vì y chắc chắn sẽ ngăn cản chúng ta giết Diệp Huyên. Thành bại chính là ở ngay lúc đó. Nam đế gật đầu rồi lui ra ngoài. Vừa đi ra bèn lạnh lùng liếc Diệp Huyên ngồi khoanh chân bên cạnh nói, người sắp chết còn tu luyện cái gì? Tu luyện ở kiếp sau đi. Nàng ta nói xong bèn biến mất ở đằng xa. Diệp Huyên chẳng thèm để ý đến nàng ta, tiếp tục tu luyện. Đạo văn. Giờ hắn đang suy nghĩ đạo văn mà nam đế nói trước đó. Ban nãy, khi đánh nhau với nàng ta thì đối phương có lấy ra hai loại đạo văn, sức mạnh của loại thứ hai còn mạnh cái thứ nhất. Đạo văn. Kiếm Thanh Huyên. Đạo văn hẳn là thuộc một loại của đại đạo chi pháp nên chắc kiếm Thanh Huyên cũng có thể khắc chế nó. Diệp Huyên nghĩ vậy không khỏi nhìn về phía gian nhà tranh, trong lòng vừa nghĩ. Ong! Một tiếng kiếm ngân chợt vang lên bên trong, nhưng ngay sau đó đã có một giọng nói truyền ra, kiếm này có hơi đặc biệt, ta muốn nghiên cứu một chút. Là giọng của thần mục. Diệp Huyên liếc nhà tranh hỏi, khi nào thì giết ta? Lần này, thần mục chậm rãi đi ra khỏi nhà. Nhìn Diệp Huyên cười hỏi, sao? Gấp vậy à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thần mục cười, yên tâm, nhanh thôi. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, các người biết tại sao sau khi giết ta sẽ chấm dứt được hết nhân quả của chủ nhân bút đại đạo không? Thần mục ngó Diệp Huyên nói, không biết, ngươi biết không? Diệp Huyên gật đầu. Thần mục cười hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết không? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, bởi vì nếu ta chết thì muội muội của ta sẽ giết y. Thần mục nghe vậy sửng sốt, sau đó bật cười hỏi lại, muội muội của ngươi sẽ giết y. Diệp Huyên gật đầu. Thần mục chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên nhìn hắn nói, ngươi biết chủ nhân bút đại đạo không? Diệp Huyên gật đầu, từng gặp một lần. Thần mục cau mày, từng gặp một lần. Diệp Huyên lại gật đầu, khá hiền lành. Thần mục lắc đầu cười, chàng trai lợi hại ghê, nói dối mà mặt không đỏ luôn. Diệp Huyên. Thần mục lại nói, chủ nhân bút đại đạo không ở cùng một thứ nguyên với chúng ta, y ở một cái vũ trụ cực kỳ đặc biệt. Tóm lại, những người của thế giới này như chúng ta hoàn toàn không thể nào đến thế giới kia. Ngươi nói từng gặp y một lần, là ở trong mơ hả? Diệp Huyên nhàn nhạt nói, vậy coi như chưa gặp đi. Thần mục tiếp tục nói, ban nãy ngươi nói. Giết ngươi thì muội muội ngươi sẽ giết chủ nhân bút đại đạo. Ông ta nói xong thì lắc đầu cười, ngươi biết thực lực chân chính của chủ nhân bút đại đạo không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Điều này thì hắn cũng không có nói xạo, rốt cuộc chủ nhân bút đại đạo có thực lực thế nào thì hắn đúng là không biết thật. Đương nhiên, cũng sẽ không kém. Hồi đó, Thanh Nhi và cha đánh ra một kiếm, chính người kia đã xuất hiện ngăn cản Thanh Nhi và cha diệt thế. Lúc này, thần mục lại cười, chàng trai trẻ, tự cho mình là yêu nghiệt,
thấy chút việc đời đã cảm thấy mình rất giỏi. Tặng cho ngươi một câu, thế giới rất rộng lớn, cá nhân lại vô cùng nhỏ bé, đừng khiến mình là con ếch ngồi dưới đáy giếng. Ông ta nói xong bèn xoay người đi sang hướng khác, Diệp Huyên liếc Thần Mục, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngồi khoanh chân dưới đất tu luyện. Bên kia, Phổ Biên Chủ dẫn theo Thần Minh và A Tăng đi đến đỉnh một ngọn núi tuyết, trên đó gió rét lạnh thấu xương, đương nhiên, với cả ba người họ thì chút gió ấy hoàn toàn chẳng đáng là gì. Phổ Biên Chủ dẫn hai người đi một lúc thì dừng lại, cách đó không xa trước mặt họ có một bức tượng băng. Là một người đàn ông trung niên. Giờ phút này, ông ta đã bị đông thành đá. Song bấy giờ, người đàn ông trung niên bỗng mở mắt ra. Thoáng chốc, khối băng xung quanh ông ta lập tức biến mất. Ông ta thấy Vô Biên thì cười chào hỏi, Vô Biên. Lâu rồi không gặp. Vô Biên Chủ cười nói, Đông Trần, chúc mừng. Người đàn ông trung niên nhìn Vô Biên hỏi, chúc mừng gì? Vô Biên cười đáp, đạt tới tương lai đạo còn không đáng chúc mừng à. Đông Trần lắc đầu cười, vốn dĩ, tưởng rằng ngươi không cảm giác được nhưng ngươi vẫn liếc một cái đã nhìn thấu ta. Ông ta nói xong nhìn Vô Biên Chủ nghiêm túc hỏi, Vô Biên, rốt cuộc thì ngươi có cảnh giới gì vậy? Vô Biên cười hỏi, hỏi cái này làm gì? Đông Trần đáp, tò mò. Vô Biên cười nói, sau này ngươi sẽ biết. Sau này, Đông Trần lắc đầu, người đó. Vô Biên lại nói, theo ta được biết, người đã rời khỏi nghịch thiên đạo. Đông Trần gật đầu, đúng vậy. Vô Biên cười hỏi, tại sao thế? Đông Trần ngó ông ta nói, chẳng phải lúc trước ngươi hy vọng ta rời khỏi nghịch thiên đạo sao? Vô Biên im lặng. Đông Trần nặng nề hỏi, Vô Biên, có phải ngươi biết họ sẽ không thành công không? Vô Biên gật đầu. Đông Trần nhìn Vô Biên hỏi, bọn có bao nhiêu phần thắng? Vô Biên nhàn nhạt đáp, 0%. Đông Trần ngây người, sau đó mới nói, theo ta được biết, bọn họ đã sắp đặt một tòa trận pháp cổ tên là Sát Đạo. Trận này được coi là trận pháp đứng đầu từ cổ chí kim, có được 3.600 loại đại đạo chi pháp. Vô Biên lắc đầu, vô dụng. Đông Trần trầm giọng hỏi, tại sao? Vô Biên khẽ thở dài, biết sao chủ nhân bút đại đạo mặc kệ bọn họ nhảy nhót không? Ngươi cho rằng y không biết họ sao? Y chắc chắn biết, ở trên thế giới này, không có gì có thể giấu giếm được y. Nhưng, y vẫn không thèm để ý đến họ. Ngươi biết tại sao không? Đông Trần trầm giọng nói, bởi vì y hoàn toàn không coi họ là cái định gì. Vô Biên gật đầu, đây là đầu tiên. Thứ hai, chủ nhân bút đại đạo cũng không phải loại người lạm sát kẻ vô tội. Y sẽ không chủ động đi giết ai trừ khi là tình huống đặc biệt thôi. Không thì y sẽ khiến mọi thứ trên đời vận hành theo quy tắc do y tạo ra. Đông Trần cười khổ hỏi, Vô Biên, những người tu luyện như chúng ta không thể thoát ra khỏi quy tắc do chủ nhân bút đại đạo đặt ra thật ư? Vô Biên lại nói, được chứ, bởi vì có người đã thoát ra được rồi, mà chủ nhân bút đại đạo cũng không có thủ tiêu. Nếu ngươi có thể thoát khỏi thì y cũng sẽ không xông tới diệt ngươi. Ông ta nói xong lại lắc đầu, ngươi biết thứ đáng sợ nhất là gì không? Chính là nghịch thiên đạo, chưa có đủ thực lực thì đừng nên đi khiêu khích y. Đông Trần im lặng. Vô Biên nói tiếp, thực ra, hậu quả của việc khiêu khích chủ nhân bút đại đạo cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần đừng quá đáng thì y sẽ không để ý đến ngươi. Bởi vì trong mắt y, những kẻ chống lại mình chỉ giống mấy đứa trẻ mới lớn trong thời kỳ nổi loạn nên y sẽ cho ngươi cơ hội. Thế nhưng, theo ta được biết, giờ họ vậy mà lại đi chọc vào tên vua dựa dẫm kia. Vua dựa dẫm? Đông Trần ngơ ngác, hỏi, vua dựa dẫm gì? Vô Biên lại thở dài, một tên có rất nhiều ô dù. Tên đó cũng đến thế giới mới. Thần mục kia dòm ngó được đôi chút thiên cơ, chỉ cần giết vua dựa dẫm thì có thể chấm dứt mọi nhân quả của chủ nhân bút đại đạo. Có điều, ông ta lại không tính được vua dựa dẫm mà chết thì toàn bộ vũ trụ cũng xong luôn. Đông Trần trầm giọng hỏi ngược lại, toàn bộ vũ trụ. Vô Biên gật đầu, cả vũ trụ đã biết và chưa biết đều sẽ hủy diệt. Sắc mặt Đông Trần chợt trở nên nghiêm trọng, Vô Biên, có thể nói là tại sao không? Vô Biên cười, kẻ nhảy ra khỏi quy tắc nói đến ban nãy đó, đằng sau hắn chính là người đó. Đông Trần nặng nề nói, vậy họ còn chọc vào hắn. Vô Biên lắc đầu, ở trong mắt họ, chỉ có chủ nhân bút đại đạo mới coi là kẻ mạnh. Còn những người khác thì đều họ bị khinh bỉ. Ta cũng khuyên rồi, nhưng họ không nghe. Lần này tới tìm ngươi là muốn nhắc nhở ngươi một chút, mau rời khỏi đây đi, đừng để bị liên lụy vào.
Đông Trần cười khổ, ta đã rời khỏi nghịch thiên đạo. Sao có thể bị liên lụy chứ? Vô Biên lại nói, người phụ nữ kia chính là một cỗ máy diệt bản đồ, giết người không giết một người mà là diệt cả tông. Sắc mặt Đông Trần cứng lại. Vô Biên lại bảo, ta cũng muốn rời khỏi đây. Ngươi cũng đi đi. Đông Trần hỏi, ngươi định đi đâu? Vô Biên nhẹ nhàng nói, đi dạo một lúc rồi sẽ đến hệ Ngân Hà dưỡng lão. Đông Trần. Bên kia, Diệp Huyên vẫn tu luyện, kiếm ý nhân gian của hắn đang không ngừng mạnh lên. Song Diệp Huyên không biết lúc này có một người đang tìm kiếm người đến cứu hắn. Người này chính là Thiên Đạo. Từ sau khi biết Diệp Huyên rơi vào tay nghịch Thiên Đạo, Thiên Đạo không có lúc nào là rảnh, vẫn đi khắp nơi tìm kiếm cao thủ. Hôm nay, Thiên Đạo đi tới bên trong một tòa thành cổ xưa. Là Thiên Đạo nên nó đã sống rất rất lâu, trong những năm tháng dài dòng ấy, đương nhiên là sẽ biết một số cao thủ đỉnh cấp lánh đời. Thiên Đạo đi vào một quán trà nhỏ, việc buôn bán của nơi đây cũng không được tốt, chỉ có mấy tu sĩ. Một ông lão sau quầy thấy Thiên Đạo bước vào thì chợt mở mắt ra. Thiên Đạo trực tiếp đi đến trước mặt ông ta chào hỏi, Thương Huyền, lâu rồi không gặp. Ông lão tên Thương Huyền cười nói, Thiên Đạo, sao hôm nay lại có rảnh mà đến quán trà nhỏ của ta vậy? Thiên Đạo trầm giọng đáp, thời gian rất gấp, Thương Huyền, hôm nay ta tới tìm ông là muốn nhờ ông giúp đỡ. Thương Huyền nhíu mày, giúp đỡ. Thiên Đạo gật đầu, đúng vậy, một người bạn của ta rơi vào trong tay nghịch Thiên Đạo. Ta muốn ông đi cứu hắn ra với mình, nếu cứu được hắn thì ông sẽ nhận được một phần duyên lành của Thiên Đạo. Thương Huyền lại bỗng dưng xua tay nói, Thiên Đạo, ta từ chối. Ta không muốn chọc vào nghịch Thiên Đạo. Thiên Đạo còn định nói gì thì Thương Huyền lại nói thẳng, mời quay về đi. Thiên Đạo hạ giọng, Thương Huyền, đây là cơ hội của ngươi. Hãy tin ta, nếu bằng lòng giúp đỡ, ngươi sẽ kết được thiện duyên khổng lồ, trong tương lai có cơ hội đột phá rất lớn. Nhưng Thương Huyền lại lắc đầu trước những lời này, ngươi chớ có dụ dỗ lão phu. Cơ hội với chẳng cơ hiếc gì, đắc tội đi ngược lại Thiên Đạo thì có kết quả gì tốt chứ? Ngươi cũng biết đám người kia mất trí thế nào mà, ta đây vẫn muốn sống thêm vài năm. Thấy Thiên Đạo còn muốn nói gì, ông ta ngắt lời, ta thật sự không muốn mạo hiểm nữa, rõ chưa? Thế là Thiên Đạo thở dài, không khuyên nhủ nữa mà xoay người rời đi. Đi đến cửa, ông ta liếc nhìn bốn phía, hỏi Thương Huyền, người đã bị vây khốn ở tương lai đạo bao lâu rồi? Thương Huyền, 120.000 năm. Thiên Đạo gật đầu, vậy ta nói cho người biết, người đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá nhất đời, sẽ không bao giờ có thể đột phá nữa. Sau đó biến mất ở nơi xa. Để lại Thương Huyền trầm ngâm trong quán rượu. Một hồi sau, ông ta lắc đầu, giữ được mạng mới quan trọng. Trên đường đi, Thiên Đạo nhìn về chân trời, thì thầm, Diệp Thiếu, tuyệt đối đừng có mệnh hệ gì. Sau đó biến mất tại chỗ. Không phải ông ta lo Diệp Huyên chết, mà chỉ lo lỡ chọc thiên mệnh váy trắng nổi giận thì nàng ấy sẽ vung kiếm phá hủy toàn bộ thế giới mới. Khi ấy Thiên Đạo như ông ta lại chẳng phải thành có tiếng mà không có miếng sao. Thiên Đạo lòng nóng như lửa đốt. Đồng thời tuôn bao nhiêu lời mắng chửi người nghịch Thiên Đạo trong lòng. Đúng là tự tìm cái chết mà. Đang yên đang lành lại đi trêu vào Kháo Sơn Vương làm gì? Ngại mình sống lâu quá hay sao? Ngược lại, Diệp Huyên đang rất bình tĩnh, không hề lo lắng. Có gì phải lo? Đánh không lại thì gọi người thôi. Bây giờ hắn đã hoàn toàn thông suốt. Liều mạng ư? Không tồn tại thứ này. Dù sao bây giờ có muốn liều cũng không được. Đúng lúc này, một lão già xuất hiện cách đó không xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên nhìn lão, khẽ nhíu mày, dị quỷ tộc. Vì lão ta trông rất giống với dị dịch. Lão đi đến, ta là dị thiên, cha của dị dịch. Diệp Huyên nhếch mép, rồi sao? Lão già, Thiên Đạo vì ngươi mà giết con gái ta. Diệp Huyên lắc đầu, vì chính ông ta. Không phải vì ta. Lão già khẽ cười, Thiên Đạo còn nói không được trêu vào ngươi. Diệp Huyên nghĩ ngợi, ông có biết con gái ông là hạng gì không? Quỳnh. Một luồng khí thể khủng khiếp chợt bùng nổ từ người lão già, lao về phía Diệp Huyên. Hắn chỉ giơ tay vung kiếm. Xoẹt. Nhát chém khiến luồng khí thể kia chia năm xẻ bảy. Lão già lại nắm tay thành quyền, tung cú đấm vào đầu hắn. Trong tay lão là một bùa chú màu tím. Diệp Huyên bất ngờ rút kiếm chém mạnh. Rút kiếm định sinh tử.
Đã rất lâu rồi hắn không dùng đến kiếm kỹ này. Kiếm quang theo cú chém phun ra như thác. Uỳnh. Sau tiếng nổ vang, Diệp Huyên và lão già đồng loạt thối lui. Diệp Huyên khẽ động tâm niệm, biến kiếm ý thành hàng loạt kiếm quang bắn về phía lão già. Xoẹt 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 xoẹt. Tiếng xé rách liên miên vang lên không dứt. Vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt Dị Thiên, Bàng Môn Tả Đạo. Lão vung tay lên. Uỳnh. Một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn trào bốn phía, đánh bay kiếm ý. Nào ngờ Diệp Huyên bất thình lình xuất hiện trước mặt lão, vung kiếm chém xuống. Kiếm đạo đại luân hồi. Luân hồi chi lực bùng nổ như núi lửa, nhấn chìm Dị Thiên. Lão ta liên tiếp bị đánh lùi. Diệp Huyên đang định thừa thắng xông lên thì thấy Dị Thiên bước tới trước, tung ra cú đấm đi kèm với hàng loạt tia sáng tím. Uỳnh. Kiếm quang vỡ, Diệp Huyên bị chặn đứng. Nhưng hắn biến mất tại chỗ. Sát na vô địch. Dị Thiên ngẩng phát lên, thấy mấy phân thân Diệp Huyên xuất hiện quanh mình. Diệp Huyên vung kiếm, dùng kiếm đạo đại luân hồn chém xuống. Hắn đã hoàn toàn dung hợp được hai kiếm kỹ này. Khi hắn chém xuống, các phân thân cũng làm theo. Xoẹt 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 xoẹt. Hàng loạt tia kiếm quang nhấn chìm Dị Thiên. Oành. Kiếm quang nổ tung, đẩy lão ta bay đi nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Dị Thiên toan ra tay thì thần mục bỗng dưng xuất hiện ở trung tâm, nói với lão, hắn chưa chết được. Sắc mặt lão ta lập tức xấu đi hẳn, nhưng lại không dám làm trái lời thần mục. Thần mục quay sang nhìn Diệp Huyên, còn ngươi, bớt gây sự đi được không? Diệp Huyên cười, ngươi đã nhìn rõ chưa mà nói. Không phải ta gây sự, đều là người bên ngươi đến kiếm chuyện với ta. Thần mục, ngươi đúng là thèm đòn thật đấy. Diệp Huyên nhếch mép, ta còn chờ các ngươi đến giết ta đây. Dị Thiên mỉa mai, ngươi đang đợi thiên đạo đến cứu sao? Ta cho ngươi hay, thiên đạo quả thật đang chạy vạy khắp nơi tìm người cứu viện, nhưng ai ai cũng đều từ chối. Thiên đạo! Diệp Huyên không khỏi kinh ngạc. Không ngờ thiên đạo lại đi khắp nơi tìm người đến cứu mình. Đúng là chu đáo ghê. Tuy không cần nhưng ân tình này vẫn phải nhớ. Dị Thiên lại nói, còn muội muội ngươi cũng không xứng để chúng ta phải chú ý. Đến lúc ấy ngươi sẽ biết thế nào là tuyệt vọng phát khóc. Diệp Huyên nhìn lão, ta đây cầu được chết. Dị Thiên phát cáu, ngươi biết điều thì đừng có ngông cuồng. Diệp Huyên hờ hững lặp lại, cầu được chết. Dị Thiên tức tối không thôi. Cầu được chết. Bà mẹ nó còn cái gì phách lối hơn nữa không? Lão không nhìn được nữa, nhưng đang muốn ra tay thì bị thần mục cản lại, chưa đến lúc. Chu tiên trận chưa xong, không thể giết Diệp Huyên, bằng không thì chủ nhân bút đại đạo sẽ đến, mà khi ấy không có chu tiên trận, phần thắng của bọn họ không được bao nhiêu. Dị Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Huyên, lại nghe hắn nói cầu được chết. Gương mặt Dị Thiên cứng lại. Thần mục lạnh lùng liếc Diệp Huyên, cứ yên tâm, không qua bao lâu nữa, chúng ta sẽ thỏa mãn ngươi. Diệp Huyên nhún vai rồi ngồi xuống, nói, thì qua đây đánh chết ta đi. Ta đang muốn chết đây. Dị Thiên trừng trừng nhìn hắn với sát ý không chút che giấu. Thần mục cũng lạnh lùng nhìn sang. Tên này không chỉ thiếu đòn bình thường đâu. Diệp Huyên bỗng đổi giọng, ta đang thiếu thứ nguyên thánh tinh, các ngươi ai cho ta coi. Dị Thiên tức giận quát, ngươi tưởng ngươi là ai hả? Tự nhìn lại mình đi, ngươi đang là tù nhân. Là tù nhân mà còn đòi thứ nguyên thánh tinh, định chọc ta cười chết à? Diệp Huyên nhìn lão, thì giết ta đi. Dị Thiên suýt nữa nổ tung tại chỗ. Giết ta đi. Lão chưa từng thấy ai ngông cuồng ngang ngược đến vậy. Không tài nào nhịn nổi. Nhưng thần mục lại không cho lão ra tay. Cuối cùng, Dị Thiên phẫn nộ rời đi. Lão đi rồi, thần mục mới nói, ngươi chẳng còn lớn lối được bao lâu nữa đâu. Diệp Huyên không thèm để ý, tìm một nơi khác ngồi xuống tu luyện. Mục đích của hắn khi chọc giận Dị Thiên không phải chỉ để sướng mồm mà là tìm cách đánh với lão ta. Hắn đang cấp thiết phải chiến đấu để nâng cao bản thân. Thấy Diệp Huyên không đáp, thần mục cũng không nhiều lời nữa mà rời đi. Khi đi đến một vùng hư không nọ, Nam Đế xuất hiện trước mặt y. Y hỏi, đã điều tra ra chưa? Nam Đế thấp giọng đáp, một ít, nhưng không được đầy đủ. Thần mục gật đầu, nói ta nghe. Nam Đế, cô gái váy trắng kia là muội muội của Diệp Huyên, không ai biết cảnh giới ra sao, chỉ biết nàng này từ trước đến nay giết người đều chỉ dùng một kiếm duy nhất. Chưa kể còn từng hủy diệt vài thế giới vũ trụ.
điều tra cô gái váy trắng. Thần Mục không ngu, thấy Diệp Huyên không hề sợ biết bèn sinh lòng lo âu, vì vậy phái Nam Đế điều tra về người đứng sau lưng hắn. Nam Đế tiếp tục, tuy nàng chỉ dùng một kiếm để giết người, tiêu diệt thế giới vũ trụ nhưng việc này cũng không nói lên được gì, bởi những người đó đều rất yếu, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể giết. Im lặng một hồi, Thần Mục hỏi, còn gì nữa không? Nam Đế, nàng là kiếm tu, có tin đồn là đại kiếm tiên. Thần Mục nhíu mày, đại kiếm tiên. Nam Đế gật đầu, ngoài ra thì không còn gì khác, chỉ biết nàng đã từng giao thủ với vô biên chủ. Thần Mục nhìn ông ta, không giết ông ta ngay lập tức. Nam Đế khẽ cười, sao có thể? Ta biết thực lực vô biên chủ đến đâu, ngay cả chủ nhân bút đại đạo cũng không thể giết ông ta trong chớp mắt. Thần Mục thì thầm, vậy có nghĩa là thực lực nàng ta không chênh lệch bao nhiêu với vô biên chủ, có lẽ chỉ hơn một ít, vậy chúng ta cũng không phải quá lo lắng. Nam Đế gật đầu, quả thật là vậy. Tên Diệp Huyên này sở dĩ không sợ là vì hắn không biết về sức mạnh của chúng ta. Hắn đến từ thế giới nhỏ, căn bản chưa từng trải sự đời, ai trong mắt hắn cũng là cường giả tuyệt thế. Vì vậy chúng ta không cần phải lãng phí thời gian tìm hiểu về cô gái này nữa. Thần Mục gật gù, trận pháp đến đâu rồi? Nam Đế, tối đa nửa tháng nữa là hoàn thành. Thần Mục lắc đầu, quá chậm, phải nhanh hơn nữa, bằng không sẽ xảy ra biến cố. Truyền lệnh xuống, bảo họ dốc toàn lực mà làm. Nam Đế gật đầu, ta sẽ đốc thúc. Đoạn xoay người rời đi, sau đó như nghĩ đến gì mà nói, khi chúng ta giết Diệp Huyên, cô gái váy trắng chắc chắn sẽ xuất hiện. Thần Mục cười, không phải chuyện tốt ư, chúng ta có thể dùng nàng để tế trận. Tế trận. Vào một ngày nọ, Diệp Huyên đang tu luyện bỗng mở bừng mắt. Thấy được Thần Mục xuất hiện trước mặt mình, y nói, đi thôi. Diệp Huyên không nhiều lời, đứng dậy đi theo. Đi được một đoạn, Thần Mục quay đầu nhìn hắn, ngoại đạo cảnh. Diệp Huyên, trả kiếm lại cho ta được không? Thần Mục nhếch môi, có ý nghĩa gì sao? Thấy hắn nhíu mày, y tiếp lời, người đã sắp chết, trả lại cũng có ý nghĩa gì? Diệp Huyên cạn lời, rồi rồi, muốn giữ thì giữ đi. Thần Mục liếc hắn, cái vẻ vô ưu vô lo này của ngươi đúng là chướng mắt. Ai cho ngươi cái dũng khí này? Diệp Huyên đáp ngay, muội muội ta. Thần Mục khẽ cười, chốc nữa nàng sẽ đến nhỉ? Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Thần Mục, vậy thì để xem ai mới là gã hề ở đây, người hay chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Một hồi sau, Thần Mục dẫn Diệp Huyên đi đến một vùng tinh không. Cách đó không xa là một lốc xoáy tinh không khổng lồ. Bên trong là từng tia khí tức khủng bố không ngừng tràn ra. Hình ảnh này khiến Diệp Huyên nhíu mày. Đúng lúc này, Nam Đế và Dị Thiên xuất hiện, cung kính thi lễ với Thần Mục đại nhân. Y gật gù, đã đến đủ chưa? Nam Đế gật đầu, đã đến rồi. Thần Mục, đi thôi. Rồi cất bước đi về phía một ngôi đại điện đồ sộ hùng vĩ. Diệp Huyên nhìn theo, thấy trên đó có ba chữ nghịch thiên đạo. Hắn hỏi, ta không hiểu chuyện này, vì sao các ngươi nhất quyết phải đi ngược với thiên đạo? Thần Mục quay lại nhìn hắn, chúng ta đã không còn đối thủ ở nhân gian, không đánh với thiên đạo thì đánh với ai? Diệp Huyên nghe mà thộn ra. Một hồi sau, bọn họ bước vào đại điện. Thấy bên trong đã có hơn trăm người tụ tập. Diệp Huyên phát hiện cảnh giới thấp nhất trong họ đều đã là quá khứ đạo. Thấp nhất đấy. Lực lượng này phải nói là khủng khiếp. Một người đàn ông trung niên chợt cười nói, đây chính là Kháo Sơn Vương sao. Mọi tầm mắt trong điện đều tập trung lên người hắn. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, Thần Mục thì cười đáp, giới thiệu với Diệp công tử, đây là phó đạo chủ của nghịch thiên đạo ta, Khô Huyền. Khô Huyền, Thần Mục mỉm cười, lại nói, ông ta đã đến tương lai đạo cảnh. Tương lai đạo cảnh, có nghĩa là người này có thể chặt đứt kiếp trước kiếp này và tương lai. Các cường giả này chắc chắn là những người đứng đầu trong thiên địa. Thần Mục tiếp tục, ông ta 6 tuổi nhập võ đạo, 17 tuổi đã vô địch khắp tân thế giới, 30 đã đến quá khứ đạo cảnh, chưa đến 100 tuổi đã đến hiện tại đạo, bây giờ hơn 300 là tương lai đạo. Đây chính là thiên phú mạnh mẽ nhất tân thế giới. Khô Huyền. Phải nói rằng khi người này xuất hiện, tân thế giới đã đón chào một thời đại huy hoàng. Đến nỗi nó còn được gọi là thời đại Khô Huyền. Chỉ mới 300 năm trước mà thôi. Nhưng sau khi vô địch ở tân thế giới, Khô Huyền lại hoàn toàn biến mất, không ai biết đã đi đâu. Ông ta lắc đầu, chỉ là hư danh mà thôi.
Thần Mục cười, chốc nữa muội muội của Diệp công tử có thể sẽ đến, giao cho ông được chứ? Khô Huyền liếc nhìn Diệp Huyên, cười, không thành vấn đề. Thần Mục ngồi xuống một bên, hỏi, người của chúng ta đã đến đủ chưa? Khô Huyền gật đầu, còn thiếu Sở Tiên. Sở Tiên. Lời này khiến sắc mặt những người ở đó thay đổi một cách kỳ lạ. Thần Mục cũng nhíu mày. Sở Tiên. Trong nghịch đạo minh, thực lực của người này không hề thua kém gì đạo chủ. Đáng nói nhất là người này đã đạt đến tương lai đạo cảnh từ mấy chục nghìn năm trước. Đến nay lại càng sâu không lường được. Thần Mục, hắn ta sẽ xuất hiện. Khô Huyền, ta nghe nói Vô Biên đã trở lại. Vô Biên. Lời này khiến những người khác ngạc nhiên. Bởi họ biết Vô Biên, không chỉ từng là người của họ mà trước kia còn là người thiên mệnh. Thần Mục gật đầu, ta đã bảo Nam Đế đi tìm nhưng hắn ta sợ chủ nhân bút đại đạo nên không muốn gia nhập. Khô Huyền nghe vậy thì cau mày. Thần Mục lắc đầu, thôi, không ép buộc. Khô Huyền, thực lực người này không tầm thường, nếu hắn ta bằng lòng gia nhập, chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Thần Mục nhàn nhạt nói, người này quả thật rất mạnh, nhưng không ngờ lại nhát như chuột, sợ được sợ mất, khó làm nên chuyện. Y nhìn một lão già bên dưới, Liên Tuyệt, trận pháp không có vấn đề gì chứ. Người được gọi gật đầu, không hề gì. Bên trong trận pháp có 3.600 đại đạo, một khi khởi động, cho dù là vị chi cảnh cũng sẽ toi mạng trong chớp mắt. Toi mạng trong chớp mắt. Lời này vừa ra, những người khác đều đanh mặt lại. Thần Mục nhìn Diệp Huyên, Chu Tiên trận là sát trận tuyệt thế từ thời thượng cổ, cũng là trận pháp hùng mạnh nhất từng được biết đến. Nghe đến rằng chủ nhân bút đại đạo năm ấy cũng kiêng kỵ nó, vì vậy mới phong ấn lại không cho nó xuất hiện. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên nhìn lại, ngươi nói mấy thứ này với ta làm gì? Thần Mục cười, ta tưởng muội muội ngươi vô địch chứ? Đợi một hồi nữa sẽ biết có phải vậy hay không ngay. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, nói ta thật sự nghi rằng các người bị chủ nhân bút đại đạo lừa rồi. Thật đấy, chỉ bằng các người đi điều tra thử xem. Ha ha ha, Thần Mục cười to, lừa gạt chúng ta, nực cười. Diệp Huyên nhìn y, thở dài trong lòng. Thế đạo này rốt cuộc là sao vậy? Sống càng lâu lại càng ngu là thế nào? Bỗng nghe tiểu tháp lên tiếng, tiểu chủ nói sai rồi. Không phải người sống càng lâu càng ngu đi, mà do họ chỉ sống trong thế giới của bản thân. Giống như mấy đứa NT ở hệ Ngân Hà vậy, bọn nó không xem ai ra gì trong thế giới ảo, nhưng ở ngoài thì khúm núm khép nép. Vì sao? Vì nhận thức của chúng có hạn, chúng chỉ sống trong thế giới của mình, cho rằng thế giới bên ngoài cũng giống y như thế. Mấy người này cũng vậy, họ vẫn cho rằng chủ nhân bút đại đạo là người mạnh nhất thiên địa, ngoài ra chỉ là loài kiến cỏ. Tóm lại không phải họ ngu, mà là vấn đề ở cách nhìn. Hơn nữa thực lực của tiểu chủ vẫn còn tương đối yếu, người có nói gì họ cũng không tin. Nếu chủ nhân bút đại đạo hiện ra nói thiên mệnh tỷ vô địch, họ chắc chắn sẽ tin, nhưng mà người. Nó thở dài thườn thượt, thế đạo này là vậy đấy. Mạnh thì đánh giấm cũng thơm, yếu thì nhiều lời cũng vô dụng. Nên cốt lõi nằm ở chỗ người quá yếu nên người ta mới không xem ra ký lô gì, người hiểu chưa? Mặt Diệp Huyên đen xì, hiểu cái búa. Ai mượn mi nói. Tiểu tháp nghiêm túc đáp, tiểu chủ không thể vậy được. Sai là sai, sai là phải nhận. Người mang tiếng là có học thức mà không chịu nhận sai thì dạy học sinh kiểu gì. Diệp Huyên. Thấy tiểu tháp còn muốn tiếp tục, hắn la lên, im ngay. Tiểu tháp, ta không im, ta cứ nói ấy. Diệp Huyên. Tiểu tháp, thật ra thì chúng ta cũng có thể là loại người giống như họ. Hiện nay chúng ta cho rằng thiên mệnh tỷ là vô địch, nhưng biết đâu còn có người mạnh hơn thì sao? Đương nhiên, việc này là bất khả thi, tại vì thiên mệnh tỷ vĩnh viễn vô địch. Nên đôi khi chỉ cố gắng thôi cũng không có tác dụng gì, còn phải xem người có đi theo đúng người hay không. Như ta từ nhỏ đã theo chủ nhân, bây giờ theo thiên mệnh tỷ, cả đời đều sống trong vinh quang, chưa bao giờ cô độc. Nó thoáng dừng lại, chỉ cần đi theo đúng người thì tu luyện nằm chơi thôi cũng được. Diệp Huyên hoàn toàn câm nín. Tiểu tháp đã giác ngộ rồi. Nó không muốn cố gắng nữa. Đúng lúc này, giọng Thần Mục vang lên trong đại điện, chư vị, sắp tới là trận chiến mấu chốt của chúng ta. Chỉ cần giết được chủ nhân bút đại đạo, chúng ta là những người đầu tiên tự làm chủ vận mệnh của mình trong thiên địa, vô tiền khoáng hậu. Chúng ta sẽ thoát khỏi gọng kìm của số mệnh, đạt được tự do chân chính. Những người khác gật đầu lia lịa.
Sở dĩ họ cùng tụ họp lại để phản kháng chủ nhân bút đại đạo là vì y là người điều khiển mọi nhân quả, khống chế số phận họ trong bóng tối. Chừng nào chưa giết y, bọn họ sẽ không được tự do thật sự. Thần mục nói, đến Chu Tiên trận. Sau đó y bước ra ngoài. Những người khác lần lượt biến mất. Diệp Huyên cũng vội đi theo. Một hồi sau, họ đi vào lốc xoáy kia, phát hiện bên trong là một thế giới khác. Diệp Huyên vừa tiến vào đã sửng sốt. Khi thấy thế giới này ngập tràn những bùa chú màu đỏ máu. Trên không trung lại có một trận đàn với kích thước tận mấy trăm nghìn trượng đang lơ lửng. Ở bốn phía của nó là bốn thanh kiếm. Diệp Huyên vừa thấy những thứ này thì nhíu mày. Kiếm. Chu Tiên kiếm trận ư. Thần mục bỗng cười, Chu Tiên kiếm trận, trận pháp thượng cổ, chém được thần tiên. Y nhìn Diệp Huyên, đợi một chốc nữa, ta sẽ dùng huynh muội các ngươi để tế trận. Diệp Huyên gật đầu, mỏi mắt mong chờ. Mong chờ. Thần mục cười nhạt rồi nhắm mắt lại, vứt vài đồng tiền xuống đất. Chúng khẽ chấn động rồi nhanh chóng sắp xếp thành một thứ tự nào đó. Thần mục mở mắt, nhìn thấy mấy đồng tiền thì tỏ vẻ phấn khích, quái tượng đại cát. Y nhìn sang Diệp Huyên, nói đầy hưng phấn, trước đó ta đã thôi diễn ít nhất 10.000 lần, tất cả quái tượng đều nói rằng chỉ cần giết ngươi là có thể chấm dứt toàn bộ nhân quả. Rồi y lấy một quân cờ ra, cất tiếng cười to, thường nói thiên đạo không thể nghịch, nay có thần mục ta muốn chống lại thiên đạo. Ta phải chứng minh với thế nhân, thiên đạo cũng có thể bại trận. Y ném quân cờ đi, khi nó lọt vào trung tâm, toàn bộ trận pháp khổng lồ được khởi động. Quỳnh! Một luồng uy áp khủng khiếp nháy mắt ùa ra khiến các cường giả có mặt đều biến sắc, một vài người còn bị nó ép cho cong lưng. Hết sức kinh khủng. Chỉ thấy Chu Tiên kiếm trận chợt chấn động, sau đó có một cái bóng mờ xuất hiện giữa trung tâm. Thần mục càng thêm phấn khích, trận linh của Chu Tiên kiếm trận. Trận linh của Chu Tiên kiếm trận. 3.600 đại đạo trên đời hóa thành trận linh, tức bản thân nó đã đại diện cho ngần ấy đại đạo. Trận linh xuất hiện. Chỉ hít vào một hơi thật sâu, nhất thời cả tân thế giới và chư thiên vạn giới đều nghe được âm thanh ấy. Âm thanh khiến nội tâm toàn thể sinh linh rung động. Trận linh mở mắt, xoay người, nhìn thấy cả hệ ngân hà. Một hồi sau, nó thu tầm mắt về, lãnh đạm lên tiếng, cảm giác vô địch. Thật là đáng ghét. Giọng nói lan đi khắp chư thiên vũ trụ bằng một phương thức kỳ lạ nào đó. Sao, bỗng có một giọng nói khác vang lên từ trong lòng tinh không, vô địch ư? Lời vừa dứt, đã có một khí tức kiếm đạo khủng bố xé nát vô vàn thời không, xuất hiện ở nơi này. Một kiếm tiên trong bộ trường bào trắng bước ra trước mắt họ. Diệp Huyên vừa nhìn thấy người này thì cứng người. Cùng lúc, thời không cạnh hắn nứt ra, để một cô gái mặc váy trắng chậm rãi xuất hiện. Diệp Huyên, chưa dừng lại ở đó, hắn cảm nhận được huyết mạch mình run lên. Một khắc sau, chân trời vỡ vụn, một người đàn ông trong bộ trường bào xanh bước ra. Thấy ba người này xuất hiện, Diệp Huyên bất ngờ kích động không thôi. Khí phách dâng trào, hắn vung tay lên, ngang ngược hô to, ta vô địch, các ngươi làm gì mặc kệ. Mọi người, tam kiếm tề tụ. Diệp Huyên giờ phút này quả thật đang lâng lâng. Má ơi, chủ nhân bút đại đạo mà có ở đây thì cũng phải quỳ xuống chứ nói chi đám người này. Vô địch, chính là cảm giác vô địch này. Đợi cơn hưng phấn qua đi, hắn bỗng sinh lòng nghi hoặc. Sao tự dưng cha, đại ca và Thanh Nhi lại đồng thời xuất hiện? Hắn không bất ngờ về Thanh Nhi, bởi dẫu sao cũng đang định gọi nàng đến rồi. Nhưng hắn không có ý muốn gọi cha và đại ca, hai người này lại đến đây làm gì? Thanh Nhi liếc nhìn hai người đàn ông đứng kế rồi mới quay sang hỏi Diệp Huyên, không sao chứ? Hắn lắc đầu cười, chúng còn chưa đánh ta. Nàng ấy nhàn nhạt nói, chúng sẽ không có cơ hội. Ngông cuồng! Thần mục bên kia cười khẩy, ngươi là chỗ dựa của hắn. Thấy Thanh Nhi nhìn mình, y nhếch mép, ta chờ ngươi đã lâu. Thanh Nhi hờ hứng, chờ ta làm gì, chờ chết sao? Lời vừa dứt, xoẹt, một thanh kiếm đã đâm xuyên trán thần mục, đóng đinh y tại chỗ. Thần mục cứng đờ như tượng. Không chỉ y mà những cường giả của nghịch thiên đạo đều sửng sốt. Bị giết trong nháy mắt thế ư. Thần mục không phải cường giả hạng xoàng mà cũng đã đến tương lai đạo cảnh, vậy mà lại bị giết trong nháy mắt. Các cường giả nghịch thiên đạo sửng sốt nhìn cảnh tượng khó tin này diễn ra. Đầu óc thần mục trống rỗng. Y là ai? Y bị sao vậy?
Thanh Nhi lạnh lùng liếc nhìn, vừa lòng chưa? Diệp Huyên. Thần Mục trợn tròn đôi mắt khó tin, ngươi. Đầu óc y giờ phút này không đủ để hoạt động nữa. Thanh Nhi chỉ quay sang nhìn Trận Linh Chu Tiên Trận, còn ngươi là thứ gì? Trận Linh nhìn lại, ta là Trận Linh Chu Tiên Trận, ngươi là kẻ nào? Thanh Nhi vô cảm nói, ta không có hứng thú với kẻ yếu như ngươi. Rồi quay sang nói với hai người đàn ông kia, các ngươi tự giải quyết. Gương mặt Diệp Huyên cứng lại. Những lời này tuy không cố ý gây tổn thương nhưng lại mang tính vũ nhục rất cao đó. Người đàn ông áo xanh nói ngay, thiên mệnh cô đã không có hứng thú thì chúng ta sao có thể có chứ? Rồi nói với Trận Linh, ngươi, tự sát đi. Mọi người. Ha ha ha. Trận Linh bỗng cười lớn, nực cười. Quá sức nực cười. Người đàn ông áo xanh nhíu mày, cho ngươi tự sát là để ngươi chết có thể diện rồi, không hiểu sao. Câm mồm. Trận Linh phẫn nộ chỉ vào y, ngươi biết ta là ai không? Người đàn ông áo xanh chỉ nhìn lại, không. Trận Linh quát lên, ta là trận pháp thượng của tuyệt thế Chu Tiên Trận. Hóa thân từ 3600 đại đạo, ta. Kiếm tu còn lại chợt nói, vậy ngươi ra tay đi. Trận Linh nhìn sang, nghe hắn ta nghiêm túc lặp lại, nhiều lời nữa làm gì. Ra tay đi. Trận Linh, ngươi trước, chỉ e rằng một khi ta đã xuất thủ thì ngươi sẽ không còn cơ hội. Nào ngờ đối phương lại nhíu mày, sao lại giành mất lời thoại của ta? Mọi người! Trận Linh phát ra tiếng cười lạnh. Một khắc sau, bốn thanh kiếm trên đài cao run lên, sau đó là pháp lực của vô số đại đạo hóa thành từng dòng sông dung nhập vào chúng. On nghe dê dê! Tiếng kiếm minh réo rắt vang khắp vũ trụ. Bốn thanh kiếm bay lên cao, chém về phía kiếm tu. Mỗi một thanh đều mang theo pháp lực của 360 đại đạo trong trời đất. Mỗi một thanh đều có khả năng tùy ý tiêu diệt một tân thế giới. Nhưng kiếm tu vẫn bình thản đứng đó, khi bốn thanh kiếm đã bay đến trước mặt thì mới vung tay, phóng một thanh kiếm bay ra. Choang, dưới mắt mọi người, thanh kiếm ấy chém đứt bốn thanh kia, bay vào trận pháp, xuyên thủng giữa trán Trận Linh. Ình, Chu Tiên kiếm trận trực tiếp sụp đổ. Những người khác lại ngây ra. Kiếm tu nhìn Trận Linh đang trợn tròn mắt, lần sau đừng có mở mồm tự xưng vô địch nữa. Hại ta phấn khích rồi cũng như không. Đoạn vươn tay gọi kiếm về, mỉm cười nói với Diệp Huyên, bảo trọng. Sau đó xoay người biến mất. Nói đến là đến, nói đi là đi. Diệp Huyên lắc đầu cười. Đại ca vẫn tiêu sái như xưa. Trong trận pháp, do kiếm tu không giết nên Trận Linh vẫn còn sống. Nhưng nó đã ngây ra như phỗng. Chỉ một kiếm mà thôi. Vậy mà đã đủ khiến nó mất mạng. Pháp lực của 360 đại đạo bị đối phương hóa giải chỉ bằng một kiếm. Đây chính là nhất kiếm phá vạn pháp trong truyền thuyết ư. Đầu óc nó kêu ong ong. Người đàn ông áo xanh bỗng cười nói với Diệp Huyên, không chào cha một tiếng à. Diệp Huyên đen mặt. Người đàn ông áo xanh cười ha hả rồi biến thành kiếm quang biến mất ở chân trời. Đi luôn rồi. Diệp Huyên câm nín. Cha cũng hệt như đại ca, nói đi là đi. À không phải. Hai người này hẳn là không muốn ở chung với Thanh Nhi mới đúng. Lấy tính tình nóng như lửa của nàng thì hẳn là vậy. Hai người kia đi rồi, Thanh Nhi nhìn những người còn sót lại của nghịch đạo minh, tất cả các ngươi đều quá yếu. Mọi người! Ha ha ha! Không Huyền chợt bước ra, đứng đối diện cách Thanh Nhi không xa, nói, ngươi cho rằng mình mạnh lắm sao? Ông ta nắm tay phải lại, để một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn trào từ cơ thể. Thanh Nhi chỉ giơ tay, chém xuống một kiếm. Xoẹt! Thủ cấp Không Huyền bay véo ra trước bao đôi mắt chứng kiến. Máu tươi phun trào như suối. Ai nấy đều ngớ ra. Thanh Nhi nhìn cái đầu kia, tự hỏi, thứ rác rưởi gì vậy? Mọi người! Giết trong nháy mắt. Người của nghịch đạo minh đã không biết phải làm sao. Người đã đạt đến tương lai đạo cảnh như Không Huyền lại bị giết trong nháy mắt. Nhưng ông ta chính là Không Huyền. Là cường giả tương lai đạo cảnh. Cứ thế mà chết ư. Nam đế đứng ở một bên, nhìn Thanh Nhi tràn đầy khó tin. Nàng ta chợt hiểu ra vì sao Diệp Huyên không hề sợ hãi gì. Cô gái này kinh khủng đến vậy, sợ rằng chỉ có chủ nhân bút đại đạo mới có thể đánh tay đôi. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên đi đến trước thần mục còn đang hấp hối, vươn tay ra. Một thanh kiếm bay ra từ cơ thể y. Chính là kiếm Thanh Huyên. Hắn thu kiếm về,
nói với thần mục, người đã biết vì sao toàn bộ nhân quả của chủ nhân bút đại đạo có thể được chấm dứt nếu giết ta chưa? Vì muội muội ta sẽ giết y, hiểu chưa? Không thể nào. Thần mục gầm lên, nàng không thể giết được chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên nhíu mày, đã đến nước này rồi mà còn cố cãi. Có ý nghĩa gì sao? Thần mục trừng hắn, chủ nhân bút đại đạo chính là tất cả nhân quả. Không thể bị giết. Diệp Huyên, vậy các ngươi cứ muốn giết ta làm gì? Vì sao quẻ bói của ngươi lại phán chủ nhân bút đại đạo sẽ xong đời khi ta chết? Sắc mặt thần mục động lại. Bắt đầu hoài nghi bản thân. Diệp Huyên lại thu lấy nhẫn của y, ngươi còn gì trong người không? Dù sao ngươi cũng không dùng được nữa đâu, đưa hết cho ta đi. Thần mục nhắm mắt lại, một câu hỏi cuối. Ngươi đã từng là người thiên mệnh, vì sao sau đó không phải nữa? Diệp Huyên cười, vì muội muội ta vô địch, hiểu chưa? Thần mục thì thầm, hiểu rồi. Không làm người thiên mệnh, đơn giản là vì có chỗ dựa lớn hơn. Thất sách. Linh hồn y mờ dần. Diệp Huyên vội hỏi, ngươi có còn thứ gì không? Thần mục nhìn hắn, ta vừa tính thêm một quẻ cho ngươi, biết kết quả là gì không? Diệp Huyên nhăn nhở, gì nào? Thần mục cười nhạt, không có kết quả tốt. Diệp Huyên nhíu mày, chợt nghe thiên mệnh nói, đại ca không cần quan tâm. Có ta đây, không một ai có thể khiến huynh gặp bất trắc. Ai dám đụng đến huynh, ta sẽ không để kẻ đó được yên. Thần mục nhìn thiên mệnh, muốn nói gì đó thì nàng ấy lắc đầu, ngươi quá yếu. Chỉ mới nhìn được chút thiên cơ đã tự cho rằng mình lớn lao lắm. Tính quẻ, đến mạng mình còn không giữ được thì tính được gì cho người khác. Sau đó vung tay áo, khiến y biến mất dạng. Hoàn toàn bị xóa sổ. Thiên mệnh nhìn các cường giả nghịch đạo minh còn lại, bọn họ lập tứ biến sắc. Có người nhanh chân chạy trốn. Nhưng vừa rậm bước đi thì đã bị kiếm quang đâm xuyên người. Chỉ trong chớp mắt, vô số cường giả đã bị giết. Không ai có thể chống lại. Những người thấp nhất đều đã đến quá khứ đạo cảnh này đều yếu ớt như dê con chờ mổ thịt. Diệp Huyên cũng không ngăn cản. Bọn họ đều là lão quái vật, bảo hắn đánh thì đảm bảo đánh không lại. Nên hắn sẽ đợi Thanh Nhi giết hết rồi đi nhặt nhẫn. Bọn họ đều là lão quái vật đã sống qua biết bao năm, của cải tích cóp cũng không ít, nội chiếc nhẫn của thần mục thôi mà đã chứa hơn 10 triệu thứ nguyên thánh tinh. Hơn 10 triệu. Một con số tương đối kinh khủng. Ngoài ra thì tài sản của cường giả nghịch đạo minh còn lại cũng không ít, bét nhất cũng cả triệu viên thứ nguyên thánh tinh, ngoài ra còn rất nhiều thần vật khác. Nếu đưa cho Tần Quan xem, nàng ta chắc chắn sẽ sướng rơn. Trước kia hắn từng tiêu xài không biết bao nhiêu của nàng ta, mà nàng ta không đề cập đến dù chỉ một lần. Bây giờ hắn vẫn còn nhớ mình từng mượn tiền Tần Quan. Cho dù bây giờ cả hai đã không còn phân biệt người ta. Nhưng hắn vẫn ghi nhớ sự hào sảng của nàng. Các cường giả nghịch đạo minh lần lượt chết đi. Nam đế hoảng sợ bóp vỡ bùa truyền âm, liên lạc với đạo chủ. Người mạnh nhất nghịch đạo minh. Nhưng không ai đáp lời. Sắc mặt nam đế trắng bệch như vôi. Đạo chủ chạy rồi. Nam đế đã hoàn toàn tuyệt vọng. Sau đó bị một thanh kiếm đâm xuyên trán. Thấy Diệp Huyên bước đến nhặt nhẫn của mình, nàng ta còn hỏi, người định hạ nhục ta. Hắn nhíu mày, bệnh à. Sau đó rút kiếm chém. Xoẹt. Thủ cấp nam đế bay đi. Thần hồn câu diệt. Nàng ta chết rồi, cường giả nghịch đạo minh còn lại cũng không thoát khỏi số phận. Diệp Huyên thì thu được mấy chục cái nhẫn, chỉ tính thứ nguyên thánh tinh thôi đã hơn 50 triệu viên, còn có thêm vô số thần vật. Phát tài. Phát tài to. Lúc này, Thanh Nhi quay sang nhìn trận linh đứng trên đài cao giữa chu tiên trận. Nó biến sắc la lên, kiếm tu kia nói không giết ta. Thanh Nhi nhíu mày, hắn ta nói, ta thì không. Sau đó vung kiếm. Xoẹt. Thủ cấp trận linh bay đi. Thần hồn câu diệt. Chu tiên kiếm trận cũng hoàn toàn hóa thành hư vô. Khi bụi bặm lắng đi. Diệp Huyên đi đến cười với Thanh Nhi, kết thúc rồi. Thanh Nhi gật đầu. Bỗng thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện gần đó, chính là thiên đạo của tân thế giới. Ông ta cung kính thi lễ với Thanh Nhi, nơm nớp nói, tham kiến thiên mệnh đại nhân. Ông ta đang hốt hoảng vô cùng. Chỉ sợ nàng ấy vung kiếm xóa sổ cả tân thế giới. Diệp Huyên nói, thiên đạo tiền bối, cảm ơn ông đã đi khắp nơi tìm người cứu ta. Thiên đạo vội đáp, không cần, không cần. Rồi cười khổ, ban nãy ta không giúp được gì,
mong Diệp thiếu thứ lỗi. Diệp Huyên cười, có lòng là được rồi. Thanh Nhi nói, người đi đi, để huynh muội chúng ta nói chuyện riêng. Thiên Đạo vội vàng thi lễ rồi rời đi. Đợi ông ta mất dạng rồi, Thanh Nhi quay sang ngắm nghía Diệp Huyên một hồi, hỏi, ngoại đạo. Diệp Huyên gật đầu. Nàng ấy cười, rất nhanh. Diệp Huyên lắc đầu tự giễu, trước mặt họ thì vẫn như loài kiến cỏ thôi. Thanh Nhi lắc đầu, huynh đừng nói vậy. Họ sống bao lâu, huynh lại sống được bao lâu? Diệp Huyên, Thanh Nhi, có thể nói ta nghe muội đang làm gì không? Thanh Nhi, ta đang ở một thế giới vũ trụ khác. Diệp Huyên nhíu mày, một thế giới vũ trụ khác. Thanh Nhi gật đầu, đang nghiên cứu một vài thứ, có chút bận rộn. Diệp Huyên cười, vậy muội cứ tập trung nghiên cứu đi, ta có thể tự lo cho mình được rồi. Thanh Nhi nhìn hắn, nếu huynh không muốn cố gắng nữa thì cứ việc nói với ta. Diệp Huyên cứng họng. Thanh Nhi ôm lấy hắn, thì thầm, ta vô địch khác gì huynh cũng vô địch, cần gì phải dốc sức như vậy. Diệp Huyên ôm lại nàng, khẽ nói, ta cũng không thể mãi dựa dẫm vào muội được, phải trưởng thành lên chứ. Ta hy vọng một ngày nào đó có thể bảo vệ muội. Ta biết nghe không thực tế nhưng vẫn phải cố gắng. Ta không muốn trở thành phế vật. Thanh Nhi gật đầu, được. Huynh muốn làm gì, ta cũng ủng hộ. Diệp Huyên cười, cảm ơn muội. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, huynh muội chúng ta mà còn phải cảm ơn sao? Diệp Huyên bật cười, phải ha. Thanh Nhi vùi đầu vào ngực hắn. Giờ phút này, nàng ấy không phải thiên mệnh vô địch mà lạnh nhạt, chỉ còn là muội muội của Diệp Huyên mà thôi. Hết thảy dịu dàng đều chỉ dành cho một người. Một hồi sau, Thanh Nhi rời đi. Để lại Diệp Huyên nhìn vào lòng vũ trụ với vẻ suy tư. Nàng ấy đang nghiên cứu thứ gì? Hay đúng hơn là, thứ gì đáng để Thanh Nhi phải nghiên cứu? Trầm tư một hồi, hắn xoay người rời đi. Bây giờ hắn có thể xây dựng thư viện Quan Huyên ở tân thế giới rồi. Vũ trụ Quan Huyên, Cổ Hoang, Vũ trụ Thứ Nguyên, tân thế giới. Đây là những thế giới hắn hiện đang thống trị. Đương nhiên, mục đích của hắn không phải là cai quản thế giới mà là thay đổi toàn bộ vũ trụ. Đúng hơn là trật tự nhân gian. Mục đích cả đời của hắn chính là lập nên một trật tự hoàn toàn mới, để thế nhân phải nhất nhất tuân theo. Không lâu sau khi Diệp Huyên rời đi, có một người đàn ông trung niên với mái tóc trắng xuất hiện. Gã ta nhìn theo hướng hắn biến mất, trải qua một phen im lặng mới thì thầm, Kháo Sơn Vương. Nói rồi, một tia dữ tợn xẹt qua trong mắt gã, vô biên, việc ngươi chưa hoàn thành, ta sẽ làm thay. Sau đó biến mất tại chỗ. Ở một nơi khác, Phổ Biên chủ đang đi xuyên qua hư không chợt dừng bước, ngoái lại lắc đầu, hết rồi. Tăng Vô sau lưng ông ta hỏi, cái gì hết? Phổ Biên chủ, nghịch thiên đạo chết hết rồi. Tăng Vô ngây ra. Phổ Biên chủ thở dài, mấy người đó. Ánh mắt đong đầy phức tạp. Năm xưa ông ta cũng từng có giao tình với nghịch thiên đạo, tuy không phải bạn bè nhưng cũng xem như quen biết. Hôm nay thấy tất cả đều bị tiêu diệt thì không khỏi cảm khái trong lòng. Khổ tu bao năm, cứ thể đổ sông để biển, quả thật là đáng tiếc. Tăng Vô thấp giọng hỏi, tất cả chết hết. Phổ Biên lắc đầu, còn hai người. Tăng Vô nhìn ông ta, Phổ Biên, ông nói thử xem vũ trụ này lớn đến đâu. Phổ Biên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, thì thầm ta không biết. Hai người đều ngạc nhiên. Lại nghe Phổ Biên nói, ta cũng từng muốn thăm dò hết vũ trụ mênh mông này nên đã đi xuyên qua các tinh vực suốt trăm năm, ấy vậy mà chưa từng đi đến tận cùng của nó. Nhưng ta nhận lại được rất nhiều, vì trong vũ trụ vô tận này có vô số nền văn minh thú vị. Tăng Vô, nền văn minh thú vị. Phổ Biên gật đầu, nơi chúng ta sắp đến là vực Tinh Hà. Ở đó có một siêu cường giả là Tinh Hà Đại Đế, tu hành theo một phương pháp hết sức đặc biệt, dùng thời gian làm gốc, để bản thể ở trong dòng sông thời gian, người khác không thể cảm nhận được. Cực kỳ xuất sắc. Tăng Vô hỏi ngay, so với ông thì sao? Phổ Biên nhìn lại, người đoán xem. Tăng Vô cười nhạt, rốt cuộc có thể cho chúng ta biết ông mạnh đến cỡ nào không? Phổ Biên chỉ đi tiếp mà không nói gì. Thần Minh đi cạnh Tăng Vô càng không hiểu, ý ông ta là sao? Sau một hồi im lặng, Tăng Vô mới nói, ta cũng không biết. Thần Minh! Đúng lúc này, Tinh Hà ở nơi xa bỗng chốc sôi trào. Chỉ thấy một con rồng khổng lồ từ thời viễn cổ chậm rãi bay đến từ trong lòng vũ trụ. Độ dài sải cánh nó ước chừng phải đến cả triệu trượng, toàn thân màu vàng ròng, tỏa ra long uy khủng khiếp, khiến Tinh Hà run rẩy trên đường nó đi qua.
Ba người đồng thời dừng bước. Thần Minh nhìn con rồng vàng đang bay đến với vẻ nghiêm trọng. Bọn họ chợt phát hiện có một người đứng trên đầu sinh vật viễn cổ kia. Đó là một cô gái trong bộ váy tím và mái tóc dài màu xanh nhạt, hai tay chắp sau lưng. Con rồng đột ngột dừng lại, cô gái nhìn xuống ba người, các ngươi là ai? Vô Biên chủ nhàn nhạt đáp, Vô Biên. Cô gái váy tím, đây là tinh hà giới, người ngoài không liên can không được phép vào. Vô Biên chủ trầm ngâm một hồi, nâng tay phải lên rồi hạ xuống. Quỳnh! Một luồng uy áp khủng bố ập xuống từ trên đầu cô gái váy tím khiến tinh hà bốn phía sôi trào. Thấy Vô Biên ra tay, trong mắt con rồng vàng lóe lên vẻ hung ác. Nó há miệng rít lên, phóng một luồng long uy lên cao. Ầm! Nhưng long uy vừa xuất hiện đã bị đập vỡ, luồng uy áp kia giáng thẳng vào thân rồng. Rắc! Cả người con rồng nứt toác trong nháy mắt. Cô gái váy tím thấy vậy thì biến sắc, ngươi. Ngươi là thần chi cảnh. Vô Biên chủ hờ hững đáp, đừng dùng cảnh giới để đánh giá ta. Sau đó đi về trước. Tăng Vô và Thần Minh vội vã đi theo. Cô gái váy tím bỗng ôm quyền, ta ban nãy thất lễ, mong tiền bối thứ tội. Tinh hà giới đúng là không cho người ngoài vào, nhưng nếu người đó quá mạnh thì có thể xem như ngoại lệ mà cho vào. Vô Biên chủ dừng bước. Quay đầu hỏi cô gái, ngươi cũng không phải tầm thường, vì sao lại bảo vệ biên giới nơi này? Nàng ta vội đáp, ta phạm sai lầm trong cung nên bị phạt đến đây. Vô Biên thì thầm, là lão tổ Lý Tinh Hà phạt ngươi. Lý Tinh Hà, cô gái váy tím kinh ngạc, tiền bối, biết lão tổ nhà ta. Vô Biên cười, ta từng giao thủ với ông ta. Cô gái lập tức biến sắc, một lần nữa hành lễ, vãn bối xin được tham kiến tiền bối. Vô Biên mỉm cười, nhà đầu lễ phép như ngươi, tiền đồ sẽ rộng lớn. Cô gái cung kính hỏi, tiền bối đến đây để tìm lão tổ sao ạ? Vô Biên gật đầu, ta chỉ vừa khéo đi ngang, nhưng đã đến thì cũng nên gặp một phen. Ông ta vẫn còn ở Tuế Nguyệt giới sao? Cô gái váy tím gật đầu, vâng, vẫn luôn ở đấy. Trong lòng nàng ta đang chấn động tột cùng. Tuế Nguyệt giới. Số người biết lão tổ nhà nàng ta ở tinh hà giới chỉ đếm được trên một bàn tay, nhưng người này còn biết lão tổ đang ở Tuế Nguyệt giới, chứng tỏ cả hai thật sự có quen biết nhau. Vô Biên nghĩ nghĩ một hồi, hỏi, nhà đầu, ta cho ngươi chút may mắn này, có muốn không? Cô gái váy tím vội vàng gật đầu, muốn ạ. Nói đùa, có ai lại không muốn chứ? Vô Biên gật gù, không lâu nữa, có thể sẽ có một thanh niên tên Diệp Huyên đi đến đây. Hắn mang theo nhân quả khổng lồ. Người có thể kết giao cùng hắn. Nếu có thể thành bạn thì tương lai tiền đồ rộng mở. Diệp Huyên. Cô gái ngẩn ra, hỏi lại, xin hỏi tiền bối, nhân quả của người này là gì? Vô Biên cười, người không cần biết, chỉ cần biết hắn chính là cơ hội của ngươi và của Tinh Hà Cung. Với lại, nếu không thể kết bạn thì cũng đừng kết thù. Lão tổ nhà ngươi tu hành vất vả, đừng có báo hại ông ta, rõ chưa? Sau đó xoay người rời đi. Để lại cô gái váy tím cả người cứng đờ. Tân thế giới. Sau khi nghịch thiên đạo bị xóa sổ, nơi này chỉ còn lại ba siêu thế lực, theo thứ tự là Đạo Tông, Đạo Tân Tông và Dị Quỷ Tộc. Điều đáng nói là tộc trưởng Dị Thiên của Dị Quỷ Tộc do người thấy mùi không ổn nên đã co giờ bỏ chạy. Tuy không chết nhưng lão ta mỗi ngày đều sống trong sợ hãi và đau đớn khôn nguôi. Chết hết rồi, nghịch thiên đạo kinh khủng ngần ấy mà lại chết sạch, không chừa một ai. Cô gái kia mạnh đến nỗi khiến người tuyệt vọng. Giờ phút này lão mới hiểu được lời của thiên đạo lúc đầu, ông ta giết dị dịch chính là đang cứu dị quỷ tộc. Thiên đạo thật sự có lòng hảo tâm. Tiếc rằng khi ấy đã muộn. Bây giờ lão chỉ sợ Diệp Huyên đến trả thù. Khi ấy dị quỷ tộc biết phải làm sao. Quá tuyệt vọng. Lão ta mỗi ngày đều sống trong thấp thỏm bất an, chỉ sợ một thanh kiếm bất thình lình rơi xuống, xóa sổ dị quỷ tộc khỏi cõi đời. Trái ngược với Dị Thiên là tông chủ Đạo Tông, Đạo Ngôn, đang hưng phấn phát cuồng. Vì ông ta đã biết được tin của nghịch thiên đạo. Bị cô gái váy trắng diệt toàn tộc. Nàng ta vô địch. Đạo Ngôn phấn khích đến mức thiếu chút nữa đã hô tay hô chân loạn xà ngầu. Ban đầu ông ta còn cho rằng cho Diệp Huyên tiến vào chính là tai họa với Đạo Tông, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy, huynh muội người ta chỉ xem Đạo Tông như nơi luyện tập thôi, căn bản chẳng nhòm ngó gì. Là do tầm mắt mình hạn hẹp. Giờ đây, nhờ Diệp Huyên mà Đạo Tông lắc mình trở thành tông phái đứng đầu tân thế giới, thiên đạo có thấy họ cũng phải khách khí. Cổ hoang.
Sau khi trở lại, Diệp Huyên lập tức đi tìm Tần Quan. Hắn đưa một chiếc nhẫn chứa đồ ra, cười nói, nhìn thử xem. Tần Quan nhận lấy rồi nhìn vào, khi thấy số thứ nguyên thánh tinh bên trong thì ngẩn người, thiên mệnh cô nương lại giết ai hả? Diệp Huyên cười khà khà, chính xác. Tần Quan cười, lợi hại. Rồi hết sức tự nhiên cất nhẫn vào. Không chút khách khí. Diệp Huyên, ngân hàng của cô thế nào rồi? Tần Quan, xong hết rồi. Diệp Huyên ngạc nhiên, nhanh giữ. Tần Quan, cũng không hẳn. Trước kia ta đã chuẩn bị hết rồi, người còn nhớ tiền bảo các trước đó có thể cho vay tiền với mua bảo hiểm không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên, nhưng làm như vậy là kiếm tiền được à? Tần Quan cười, kiếm rất nhiều là khác. Lấy ví dụ cho vay đi, người đừng thấy lãi suất chỉ có một chút xíu mà lầm, nếu có rất nhiều người vay thì sao? Thì sẽ là một con số kinh khủng. Nàng ta thoáng khựng lại, đương nhiên ta vẫn giữ lại giới hạn cuối cùng, lấy lãi suất bình thường thôi, không lời mấy, mọi người cũng có thể chấp nhận. Diệp Huyên đùa, cô định cất hết số tiền đó vào túi à? Tần Quan nghiêm giọng hỏi lại, tiểu huyên tử ngươi cho rằng ta đến đây chỉ để kiếm tiền. Diệp Huyên ngơ ra. Tần Quan, khờ, chẳng lẽ ngươi không biết trật tự tài chính bình thường quan trọng đến mức nào sao? Ta nắm giữ dòng tài chính của vũ trụ vô tận, từ đó có thể củng cố cho trật tự nhân gian của ngươi. Để có vũ trụ hòa bình ổn định, trật tự tài chính là không thể thiếu. Diệp Huyên gật gù, ta hiểu rồi. Tần Quan tiếp tục, hiện nay chúng ta đã nắm quyền quản lý vũ trụ quan huyên, cổ hoang, tân thế giới và vũ trụ thứ nguyên, nhưng phải làm sao để quản lý tốt mới là vấn đề quan trọng. Còn rất nhiều trật tự phải được hoàn thiện, bằng không sau này chúng ta đi vắng, thế giới sẽ càng loạn hơn. Chỉ có hoàn thiện trật tự và quy tắc thì cho dù chúng ta có vắng mặt, thế giới cũng sẽ không trở nên hỗn loạn, người đã hiểu chưa? Diệp Huyên hạ giọng, đây cũng là điều ta lo lắng. Nếu sau này chúng ta không có mặt ở đây trấn áp, thư viện quan huyên và tiên bảo các liệu có bị biến chất không? Tần Quan cười, chúng ta từng nói về vấn đề này rồi. Diệp Huyên gật đầu, phải, nhưng ta vẫn còn lo. Tần Quan, yên tâm, cứ giao cho ta. Đến khi ấy, ta và Thanh Khâu cô nương sẽ cùng xử lý thỏa đáng. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta thật sự thành ông chủ chỉ tay năm ngón rồi này. Tần Quan tròn mắt, ai bảo, ngươi còn phải kiếm tiền chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, hỏi, khoa học kỹ thuật của cô có đột phá mới nào không? Tần Quan cười, vẫn đang nghiên cứu. Diệp Huyên, vậy cùng cố gắng. Nàng ta gật đầu, cùng cố gắng. Tán gẫu một phen, hai người đường ai nấy đi. Tần Quan còn vài chuyện phải xử lý ở cổ hoang, mà Diệp Huyên thì trở lại đạo tông. Để tiếp tục tu luyện. Vừa bước vào đạo tông, hắn đã được tiếp đón nhiệt tình. Thấy đạo môn niềm nở cung kính đến vậy, Diệp Huyên lắc đầu cười, đạo tiền bối không phải khách sáo như vậy. Đạo môn vội vàng nghe theo, được. Diệp Huyên, tiền bối có thể giúp ta việc này không? Đạo môn nói ngay, Diệp công tử cứ nói. Diệp Huyên cười, ông cũng biết ta và Tần Quan muốn dựng nên tiên bảo các và thư viện quan huyên ở đây, nhưng chúng ta vừa mới đến, không quá quen thuộc. Đạo ngôn vội nói, Diệp thiếu không cần nói nữa, ta đã hiểu rồi. Kể từ hôm nay, chuyện của tiên bảo các và thư viện quan huyên chính là chuyện của đạo tộc chúng ta. Diệp Huyên cười, vậy thì cảm ơn. Đạo ngôn chân thành nói, người nhà với nhau, khách sáo làm gì? Diệp Huyên. Trong khoảng thời gian sau đó, hắn bắt đầu tu luyện. Đạo tộc cũng dốc toàn lực hỗ trợ. Muốn có người kèm cặp thì có người, muốn tài nguyên thì có tài nguyên. Bây giờ Diệp Huyên đang tu luyện trong tiểu tháp với mục tiêu là nội đạo cảnh. Thời gian từng chút qua đi. Trong lúc Diệp Huyên tu luyện, tiên bảo các và thư viện quan huyên cũng đang từng bước lớn mạnh tại tân thế giới. Cần người có người, cần tiền có tiền. Thế là cả hai từng bước trở thành thế lực mạnh nhất ở tân thế giới. Mạnh nhất, mấu chốt là thiên đạo của thế giới này cũng đã tham gia vào tiên bảo các và thư viện quan huyên. Hành động khiến toàn bộ thế giới khiếp sợ. Rất nhiều người cho rằng chỗ dựa của tiên bảo các và thư viện quan huyên chính là thiên đạo, bởi vì họ không biết chuyện nghịch thiên đạo đã bị xóa sổ. Ngày nọ, thiên đạo đi đến quán rượu trước kia từng đến trong ngôi thành cổ nọ. Ông ta nhìn Thương Huyền đang ngồi bên trong, cười nói cho ta bầu rượu. Thương Huyền cầm bầu rượu đi đến. Lặng lặng nhìn thiên đạo. Thiên đạo cười nói, thiên mệnh và những người khác từng hứa, đợi Diệp công tử tu luyện thành công xong sẽ ban một vận may xuống cho đạo tộc.
Ngươi biết điều này có ý nghĩa thế nào không? Ông ta lắc đầu cười, đúng là đáng hâm mộ mà. Vận may này rất có thể sẽ thay đổi toàn bộ số mệnh của đạo tộc. Thương Huyền chỉ nhàn nhạt hỏi lại, ngươi đến để cười nhạo lão phu sao? Thiên đạo nhìn ông ta còn chưa nhàm chán đến thế. Sau đó cầm bầu rượu bỏ đi, khi đi đến cửa thì dừng lại, ta đến gặp ngươi chỉ là để chứng minh một đạo lý, rằng lựa chọn là một thứ rất quan trọng. Sau đó biến mất ở nơi xa. Diệp Huyên từng nói sẽ nhớ ân tình của thiên đạo. Ân tình nghĩa là gì? Có ý nghĩa rất lớn. Ông ta đã bảo vệ tân thế giới nhiều năm qua, đương nhiên muốn tiến thêm một bước, nhưng lấy thực lực hiện tại thì quá khó khăn. Tựa như có rất nhiều người thường trong thế tục, làm một công việc duy nhất trong rất lâu, nếu không gặp phải cơ duyên hoặc được quý nhân giúp đỡ thì rất khó để bước lên vị trí cao hơn. Người nỗ lực có rất nhiều, nhưng cơ hội lại quá ít, số người có thể bắt được cơ hội lại càng ít. Trong thời gian vừa qua, ông ta vẫn luôn phán đoán về chủ nhân của mình. Chủ nhân Bút Đại Đạo, thái độ của người này với Diệp Thiếu rốt cuộc là gì? Muốn giết, không? Thiên đạo biết rõ chủ nhân Bút Đại Đạo không có ý muốn giết Diệp Huyên, cho dù có thiên mệnh đại nhân hay không. Tựa như với vô biên năm ấy. Vì cảm tình, vì đã đổ vào vô số tâm huyết, vì đã bầu bạn quá nhiều năm. Hơn nữa, chủ nhân của ông ta dường như cũng đang ủng hộ Diệp Huyên xây dựng thư viện, thành lập trật tự mới. Nói cách khác, mục đích của hai người họ giống nhau. Vì vậy, thiên đạo cho rằng Diệp Huyên chính là tương lai của thế giới này. Đi theo hắn, tiền đồ vô lượng. Bên trong tiểu tháp, Diệp Huyên ngồi xếp bằng, kiếm ý quanh người ngày càng mạnh. Đó là kiếm ý nhân gian, trong lúc bất chi bất giác đã trở thành át chủ bài của hắn. Nó chính là cơ sở để hắn khiêu chiến vượt cấp. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt. Quỳnh! Một luồng khí thế khủng khiếp tràn ra từ người hắn. Nội đạo cảnh! Diệp Huyên đứng lên, gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay, khóe môi cong lên. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn thiên địa, nhắm mắt lại. Nhanh chóng cảm nhận được rất nhiều thứ mờ ảo. Quy tắc đại đạo. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được quy tắc đại đạo của chủ nhân Bút Đại Đạo. Nói cách khác, đất trời này vốn có trật tự và quy tắc. Cảm nhận được chúng rồi, hắn chợt nhíu mày. Nếu hắn muốn tái lập trật tự và quy tắc mới, đồng nghĩa với lật đổ hai thứ này của chủ nhân Bút Đại Đạo. Chẳng phải chính là phải đối đầu với y đây sao? Sắc mặt hắn xa sầm. Đừng nói chủ nhân Bút Đại Đạo gạt hắn chứ. Rồi hắn lắc đầu cười, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Như nghĩ đến điều gì, hắn nhếch mép lên như con cáo. Sau đó rời khỏi tiểu tháp, trở lại cổ hoang. Hắn không đi tìm Tần Quan mà đến Diệp tộc tìm Diệp Trần và Sở Thiên. Đột phá xong rồi thì làm gì? Thì khoe, khi Diệp Huyên đến Diệp tộc, toàn bộ Diệp tộc đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đều không ngờ Diệp Huyên sẽ đến thăm bất ngờ. Đương nhiên Diệp tộc vẫn rất hoan nghênh Diệp Huyên. Ở cổ hoang bây giờ, Diệp tộc đã không còn là thế lực đứng đầu nữa mà là Thư viện Quan Huyên, vì Thư viện Quan Huyên có một cường giả siêu cấp, Thanh Khâu. Diệp Huyên tìm đến Diệp Trần và Sở Thiên. Diệp Trần và Sở Thiên thật sự rất yêu nghiệt, lúc này, hai người đã đạt đến thứ nguyên cảnh tầng 10 rồi. Nói cách khác, bây giờ hai người đã có thực lực tương đương với những thánh vương lúc trước. Thấy Diệp Huyên, hai người cũng khá là ngạc nhiên. Đương nhiên họ vẫn chưa biết Diệp Huyên đến để làm gì. Diệp Huyên nhìn hai người, sau đó cười nói, Diệp Huynh, Sở Huynh, vẫn khỏe chứ? Diệp Trần cười đáp, Diệp Huyên Huynh, Huynh sắp đi đâu vậy? Diệp Huyên cười nói, một vũ trụ rất xa. Sở Thiên nhíu mày, vũ trụ rất xa. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Sở Thiên hỏi, vũ trụ gì thế? Diệp Huyên nhìn Sở Thiên, cười đáp, có nói cũng vô dụng, vì với thực lực của Sở Huynh bây giờ vẫn chưa thể đến nơi đó được. Nghe vậy, nét mặt Sở Thiên cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyên quan sát hai người, sau đó nói, hai vị đều đã đạt đến thứ nguyên cảnh tầng 10 rồi sao? Sở Thiên nhẹ nhàng đáp, đây không phải một chuyện rất bình thường à? Sao thế, đừng nói Diệp Huynh vẫn là thứ nguyên cảnh. Hắn ta còn chưa nói xong, khí thế của Diệp Huyên chợt dâng lên, chẳng mấy chốc, hơi thở nội đạo cảnh đã tràn ngập toàn bộ chân trời. Sở Thiên và Diệp Trần sửng sốt. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, bây giờ ta đã đạt đến nội đạo cảnh rồi, Sở Huynh, nhìn nét mặt của Huynh dường như là không biết nội đạo cảnh. Để ta giới thiệu sơ qua cho Huynh,
sau thứ nguyên cảnh tầng 10 chính là ngoại đạo cảnh, sau ngoại đạo cảnh mới là nội đạo cảnh, huynh hiểu rồi chứ? Nét mặt Sở Thiên cứng đờ, hai tay không biết phải để đâu. Khoe khoang thế này là chí mạng nhất. Diệp Huyên đột nhiên nói tiếp, Sở huynh, Diệp Trần huynh, lần này ta đến là muốn nói cáo biệt các huynh. Diệp Trần lại hỏi, Diệp huynh là muốn đi đâu? Diệp Huyên cười đáp, ta muốn đi tới một vũ trụ có nền văn minh cao cấp hơn. Diệp Trần thoáng chần chừ, sau đó hỏi, xa lắm ư? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Diệp Trần đột nhiên chắp tay, Diệp huynh, huynh đi trước chúng ta, có thể chỉ bảo chúng ta một chút không? Diệp Huyên cười khẽ, sau đó mở lòng bàn tay, hai quyển cổ tịch chậm rãi bay tới trước mặt hai người. Đây là hai quyển luyện thể chi pháp ta lấy được từ Đạo Tông, bên trong có giới thiệu chi tiết về cảnh giới và phương pháp luyện thể, các huynh cầm lấy mà tu luyện. Lần này hắn đến đây đương nhiên là không vì để ra oai. Hắn cũng không có nhàm chán đến mức đó. Diệp Trần và Sở Thiên nhìn thoáng qua quyển cổ tịch kia, sắc mặt hai người nhanh chóng thay đổi. Luyện thể chi pháp. Bọn họ thiếu cái gì nhất? Thật ra chính là luyện thể chi pháp. Vì bọn họ không thiếu thiên phú, chỉ cần có công pháp tu luyện, bọn họ muốn đột phá thì sẽ rất đơn giản. Dù sao cả hai đều là con cưng của trời mà. Diệp Trần đột nhiên nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc nói, Diệp Huynh, món quà lớn này của Huynh. Diệp Huyên cười nói, không phải lúc trước Huynh nói ta là bạn Huynh sao? Diệp Trần sửng sốt. Lúc này, ý nghĩ tới trước đây. Lúc đó khi đối mặt với vị lai vực, đối phương nể mặt Diệp Đế, không gây chuyện với y, nhưng y lại chọn Diệp Huyên. Thiện nhân sẽ có thiện quả. Diệp Trần lắc đầu cười khẽ. Lúc này, Diệp Huyên nói, hai vị, ta đợi hai người ở phía trước. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở cuối tinh không. Diệp Trần nhìn theo Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, không phải hắn không còn là người thiên mệnh nữa ư? Vì sao hắn vẫn mạnh như thế? Có gì đó không bình thường? Sở Thiên cũng lắc đầu cười khẽ. Cách đây không lâu, cảnh giới của Diệp Huyên còn thấp hơn hai người họ, nhưng bây giờ, cảnh giới của Diệp Huyên đã vượt xa bọn họ. Chuyện này quá khác thường. Phải biết rằng, hai người họ mới là người chủ nhân của bút đại đạo chọn. Lúc này, Diệp Trần cất lời, phải cố gắng. Sở Thiên gật đầu. Bọn họ đều là con cưng của trời, đương nhiên không muốn bị thiên tài đồng lứa bỏ lại sau lưng. Sau khi quay lại Đạo Tông, Diệp Huyên không tu luyện nữa, bây giờ hắn vừa đột phá nội đạo cảnh, muốn đạt tới thần đạo cảnh còn cần phải lắng đọng lại một khoảng thời gian. Việc tu luyện không thể nôn nóng được. Diệp Huyên đi thẳng đến dị quỷ giới. Vừa mới đến dị quỷ giới, dị thiên kia đã xuất hiện trước mặt hắn, dị thiên cung kính hành lễ với Diệp Huyên, run rẩy nói, Diệp thiếu. Diệp Huyên nhìn thoáng qua dị thiên, sau đó nói, hỏi ông mấy vấn đề. Dị thiên vội nói, chỉ cần là những gì ta biết, ta nhất định sẽ trả lời. Diệp Huyên nói, theo ta được biết, trong những người đã chết của nghịch thiên đạo ngày đó không có đạo chủ của nghịch thiên đạo, đúng không? Dị thiên gật gầu, đúng thế, ngày đó đạo chủ không có mặt. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao? Dị thiên cười khổ, không biết. Diệp Huyên im lặng. Dị thiên lại nói, trước giờ đạo chủ luôn rất thần bí, dù là chúng ta cũng chưa từng gặp được mấy lần. Diệp Huyên hỏi, cho nên, ông cũng không rõ thực lực của ông ta à? Dị thiên gật đầu, không biết rõ, nhưng chúng ta đoán có lẽ ông ấy là vị chi cảnh. Vị chi cảnh. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, ta biết rồi. Dứt lời, hắn nhìn dị thiên, sau đó nói, không bao lâu nữa, ta sẽ đến dị quỷ giới mở thư viện và tiên bảo các, ông sẽ không ngăn cản đâu, đúng không? Dị thiên vội nói, sao ta dám chứ? Diệp thiếu yên tâm. Người của Diệp Thiếu đến dị quỷ giới chúng ta thành lập thư viện và tiên bảo các, dị quỷ tộc ta nhất định sẽ ra sức ủng hộ. Diệp Huyên gật đầu, dị quỷ tộc không cần thiết phải diệt tộc nữa. Nói xong, hắn bèn xoay người biến mất ở cuối tinh không. Nghe thấy câu nói kia của Diệp Huyên, mồ hôi lạnh của dị thiên lập tức chảy xuống. Diệp Huyên đi vào trong tinh không, tìm đến thiên đạo. Thiên đạo trầm giọng nói, người đang lo lắng cho đạo chủ nghịch thiên đạo kia à? Diệp Huyên gật đầu, tiền bối thiên đạo có hiểu biết nhiều về người này không? Thiên đạo lắc đầu, ta cũng không hiểu quá rõ người này, vì chưa từng qua lại với ông ta. Có điều, ta có thể chắc chắn là người này tuyệt đối không phải cường giả của tân thế giới chúng ta. Diệp Huyên nhíu mày, không phải người của tân thế giới.
Thiên đạo gật đầu, nếu là người của tân thế giới chắc chắn không thể trốn khỏi tầm mắt của ta được. Mà ta lại không biết ông ta, rõ ràng ông ta không phải người của tân thế giới. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối có thể nói đến một thế giới khác không? Thiên đạo cười nói, ở phương Bắc cách chỗ chúng ta rất xa có một thế giới tên là Tinh Hà Vực, nơi đó có một Tinh Hà Đại Đế từ thời xa xưa, người này từng có được lời chỉ bảo của chủ nhân, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tinh Hà Vực. Diệp Huyên gật đầu, còn nữa không? Thiên đạo lại nói, còn một nơi khác nữa, nơi này có tên là Phàm Giới, nơi này rất đặc biệt, vì nó có thể đi đến hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà. Diệp Huyên sửng sốt, đi đến hệ Ngân Hà. Thiên đạo gật đầu, nơi này cũng do chủ nhân thiết lập năm đó, có điều theo ta được biết, sau đó nơi này đã không thể truyền tống đến hệ Ngân Hà nữa, vì chủ nhân đã đóng nó lại rồi. Diệp Huyên hơi tò mò, tại sao? Thiên đạo cười khổ, ta không rõ tình hình cụ thể. Chỉ biết là chủ nhân không cho phép người ngoài đi đến hệ Ngân Hà nữa. Đương nhiên đây cũng là chuyện bình thường, nền văn minh võ đạo của hệ Ngân Hà không cao, nếu người nơi này đi đến đó, có thể sẽ làm loạn thế giới bên kia. Diệp Huyên hỏi, vậy người của hệ Ngân Hà có thể đi đến phàm giới này không? Thiên đạo gật đầu, năm đó thì có thể, năm đó, một vài người có cơ duyên ở hệ Ngân Hà sẽ được đi đến phàm giới, vì chủ nhân cũng không hoàn toàn đóng kín lối đi giữa hệ Ngân Hà và bên ngoài, vì thế, nơi đó rất hay xuất hiện một vài người của hệ Ngân Hà, từ hệ Ngân Hà đi đến thế giới của chúng ta, bọn họ gọi là xuyên không. Xuyên không? Hắn từng nghe Tần Quan nói từ này. Thiên đạo cười nói, người nào xuyên không đến từ hệ Ngân Hà cũng đều tự nhận mình là người thiên mệnh, bọn họ đều cho rằng bản thân là nhân vật chính trong thiên địa, là trọng tâm của câu chuyện. Đương nhiên những người này cũng không hề tầm thường, rất nhiều người sau khi đến thật sự đã trở thành nhân vật lớn một phương. Mà bọn họ cũng muốn mượn kiến thức của mình ở hệ Ngân Hà để thay đổi vũ trụ này, nhưng gần như đều thất bại. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Thiên đạo ngẫm nghĩ. Sau đó nói, muốn thay đổi quy tắc thì nhất định phải phá vỡ quy tắc ban đầu, nhưng muốn phá vỡ quy tắc ban đầu thật sự quá khó khăn. Hơn nữa, nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên rồi nói tiếp, Diệp công tử, có lẽ ngươi cũng biết ta hóa thân từ một tia ý niệm của chủ nhân, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Thiên đạo nghiêm túc nói, ta nói với ngươi một vài lời thật lòng, ta cảm thấy chủ nhân muốn mượn bọn họ thay đổi thế giới này, vì thế mới mở cửa. Nhưng sau khi đi đến nơi này, nhưng những người đó đều không có suy nghĩ thành lập một trật tự hoàn toàn mới sau khi đến đây. Cho nên cuối cùng chủ nhân cũng từ bỏ bọn họ, mặc cho bọn họ tự do phát triển. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, nhưng ta cảm thấy mọi hành động của Diệp công tử đều phù hợp với suy nghĩ của chủ nhân. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Thiên đạo lắc đầu cười khẽ ta không biết, đó chỉ là suy đoán của ta thôi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, chủ nhân bút đại đạo hy vọng người khác lật đổ trật tự và quy tắc của y ư. Thiên đạo ngẫm nghĩ, sau đó nói, phải nói là, chủ nhân muốn thành lập một trật tự và quy tắc mới. Hoặc là, ngài ấy muốn tìm một người thừa kế mới. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, ông ta vẫn không nói ra lời trong lòng. Muốn thành lập một trật tự và quy tắc mới, vấn đề lớn nhất là ở đâu? Tam kiếm. Vì bất cứ trật tự và quy tắc nào, nếu tam kiếm không làm theo thì cũng chỉ là phí công. Hơn nữa tam kiếm là một nhân tố vô cùng không ổn định, vì bọn họ có thể phá hoại tất cả trật tự và quy tắc bất cứ lúc nào. Ba người này không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Ông ta có trực giác, mục đích cuối cùng của chủ nhân có thể là, nhưng ông ta không dám nghĩ quá xa. Vì nếu đây thật sự là kế hoạch của chủ nhân thì đúng là quá đáng sợ. Chắc chắn sẽ có một trận đại chiến để đời diễn ra. Thiên đạo thầm thở dài, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ông ta biết, Diệp Huyên mới chính là một điểm mấu chốt. Nếu không có Diệp Huyên, thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn. Hơn nữa ông ta còn phát hiện một điều, đó là từ sự xuất hiện của Vô Biên, còn có mấy người nhóm Sở Thiên và Diệp Trần, đều cho thấy chủ nhân như đang đào tạo một người kế thừa. Đương nhiên tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của ông ta. Vì ông ta vẫn luôn không hiểu rốt cuộc chủ nhân đang nghĩ gì. Ông ta chỉ là hóa thân của một ý niệm thôi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, ta muốn đến phàm giới xem thử. Nghe vậy, thiên đạo thôi suy nghĩ, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, đi đến phàm giới á. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế.
hắn thật sự rất tò mò về hệ ngân hà. Có điều, bây giờ chắc chắn hắn không thể đi đến hệ ngân hà, vì nơi đó quá xa. Hơn nữa, chưa chắc chủ nhân bút đại đạo sẽ để hắn đi. Không có sự cho phép của chủ nhân bút đại đạo, người ngoài không thể đi vào nơi đó được. Mà phàm giới này thì không cách xa lắm, hắn có thể đi xem thử. Thiên đạo ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta đi cùng Diệp Thiếu. Diệp Huyên đi một mình, ông ta không yên tâm lắm. Diệp Huyên cười đáp, được. Hắn cũng không hiểu rõ về phàm giới lắm, có thiên đạo đi cùng đương nhiên là rất tốt. Nói đi là đi. Hai người cùng nhau xuất phát. Trên đường đi, thiên đạo chợt nói, tần quan cô nương kia cũng là người của hệ ngân hà. Diệp Huyên cười đáp, ta biết. Thiên đạo muốn nói lại thôi. Diệp Huyên nhìn ông ta, muốn gì cứ việc nói thẳng. Thiên đạo gật đầu, tần quan cô nương không giống những người khác ở hệ ngân hà cho lắm, trên người nàng có nhân quả. Diệp Huyên hơi tò mò, là sao? Thiên đạo cười khổ, ta cũng không rõ cụ thể thế nào, chỉ biết là nàng rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Vô cùng đặc biệt, Diệp Huyên im lặng. Lúc trước Thanh Nhi từng nói, người thiên mệnh tiếp theo có liên quan rất lớn với tần quan. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân này? Thiên đạo lại nói, tần quan cô nương cũng rất là lợi hại. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn thiên đạo, cười nói, tiền bối có việc gì đều có thể nói thẳng. Thiên đạo này nói chuyện cứ úp úp mở mở, không dám nói hết. Thiên đạo cười khổ, Diệp Thiếu thông cảm, có một vài chuyện, ta thật sự không dám nói. Diệp Huyên cười, ở trước mặt ta, ông có thể nói thẳng. Thiên đạo trầm giọng nói, Diệp công tử, có sự giúp đỡ của tần quan cô nương, có phải cậu muốn làm gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều không? Diệp Huyên gật đầu. Thiên đạo lại nói, ta đoán có lẽ nàng chính là nữ chính của thế hệ này. Nữ chính? Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nói, lúc trước ta hay nghe tần quan nhắc tới hào quang của nhân vật chính, cái này còn phân biệt nam và nữ nữa à? Thiên đạo gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên chớp mắt, ta là nam chính, còn nàng là nữ chính. Thiên đạo cười nói, có khả năng đó. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, nhưng ông quên mất một điều. Đó là ta đã không phải người thiên mệnh nữa rồi. Thiên đạo lắc đầu, nếu là người khác không còn là người thiên mệnh nữa thì có thể sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như Vô Biên, sau khi không còn là người thiên mệnh, ông ta đã ở ẩn đến tận bây giờ. Nhưng Diệp công tử lại không hề chịu ảnh hưởng gì. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Thiên đạo nghiêm túc giải thích, vì Diệp công tử có một chỗ dựa đáng sợ hơn. Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện một con vượn khổng lồ, con vượn này to bằng một ngọn núi, chậm rãi bước đến trong tinh không. Trên người con vượn khổng lồ này có hàng trăm dây xích sắt khổng lồ. Một đầu khác của dây xích là một cung điện khổng lồ sang trọng. Trong cung điện thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, phô trương thật đấy. Thiên đạo nhìn con vượn khổng lồ kia, sau đó nói, thiên viên. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía thiên đạo, thiên viên. Thiên đạo gật đầu, một con yêu thú hàng đầu thời thượng cổ, có lẽ nó có cảnh giới tương lai đạo, tuy thế nhưng nó còn có cơ thể cứng rắn, chiến lực vượt xa cường giả cùng cấp bậc. Không ngờ nó lại trở thành nô lệ cho người khác. Nói xong, ông ta nhìn tòa cung điện sang trọng phía xa, sau đó nói, người trong điện không tầm thường chút nào. Diệp Huyên nhìn cung điện sang trọng kia, cung điện có lực lượng thần bí bao phủ. Vì thế, thần thức của họ hoàn toàn không dám đến gần. Đương nhiên Diệp Huyên cũng không sử dụng thần thức dò xét đối phương, vì như thế rất mất lịch sự, dễ dàng kéo đến mâu thuẫn. Bây giờ hắn quyết định phải khiêm tốn một chút. Phía xa, con thiên viên kia đã kéo tòa cung điện chậm rãi đi về phía xa. Mỗi khi đi một đoạn, nó sẽ ngẩng đầu hét to một tiếng, mỗi tiếng hét của nó đều sẽ khiến tinh không rung động, cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt. Cười nói, chúng ta đi thôi. Thiên đạo gật đầu. Hai người bèn muốn rời đi, mà lúc này, con vượn khổng lồ kia đột nhiên dừng lại, cửa vào cung điện từ từ mở. Một cô gái chậm rãi bước ra. Cô gái mặc váy dài đắt tiền màu trắng, khuôn mặt như tranh vẽ, ngũ quan hoàn mỹ không chút khuyết điểm, tóc nàng ta rất dài, dài đến tận mông, đôi mắt lạnh lùng trong veo, thậm chí có thể nói là coi thường tất cả mọi thứ trên thế gian. Sau khi bước ra khỏi đại điện, nàng ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên và thiên đạo. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên xa sầm mặt. Sẽ không có thêm phiền phức gì đó chứ.
Cô gái nhìn về phía thiên đạo, thì ra là biến thành từ một ý niệm của chủ nhân bút đại đạo. Giọng nói lạnh lùng khiến người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Thiên đạo nhìn cô gái, cô nương là. Cô gái không trả lời, nàng ta thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào trong đại điện. Con vượn khổng lồ kia tiếp tục tiến về phía trước. Bị làm lơ rồi. Thiên đạo lắc đầu cười khẽ, nhưng cũng không tức giận. Đối phương có thể nhìn thấu lai lịch của ông ta, chứng tỏ thực lực của đối phương chắc chắn hơn ông ta. Dù ông ta biến thành từ một ý niệm của chủ nhân bút đại đạo, nhưng ông ta không phải chủ nhân bút đại đạo. Thiên đạo thu hồi suy nghĩ, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Trong đại điện phía xa, cô gái ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, khép hờ hai mắt, một người đàn ông áo trắng đứng bên cạnh nàng ta. Người đàn ông áo trắng khẽ mỉm cười, ta cảm thấy thiếu niên kia không đơn giản hơn. Cô gái bình tĩnh hỏi, sao ngươi lại thấy thế? Người đàn ông áo trắng cười nói, thiếu niên kia đi trước, còn thiên đạo thì đứng sau lưng hắn, rõ ràng khi hai người ở cạnh nhau, thiếu niên kia là người nắm quyền. Cô gái lại hỏi, còn gì nữa không? Người đàn ông áo trắng hơi do dự, sau đó đáp, không còn gì nữa. Cô gái nhìn thoáng qua người đàn ông, có lẽ trước kia thiếu niên đó là người thiên mệnh, tiếc là khí vận thiên mệnh của hắn đã không còn nữa, rõ ràng là đã bị chủ nhân bút đại đạo vứt bỏ. Dứt lời, nàng ta lắc đầu. Người đàn ông áo trắng nói với giọng điệu nặng nề, đây là lý do công chúa không làm quen với hắn à? Cô gái chậm rãi nhắm mắt lại, đã không còn giá trị nữa thì cần gì phải lãng phí thời gian. Người đàn ông áo trắng gật đầu, cũng đúng. Một người thiên mệnh rất đáng để làm quen. Vì thân phận này đại diện cho rất nhiều điều. Chủ nhân bút đại đạo, ai dám coi thường chứ? Không một ai dám cả. Nhưng nếu không phải người thiên mệnh thì cũng không còn giá trị đó nữa. Trong điện trở nên yên tĩnh. Thiên viên mang theo cung điện sang trọng chậm rãi đi về phía xa. Một ngày sau, Diệp Huyên và thiên đạo tiến vào phàm giới. Sau khi tiến vào phàm giới, thiên đạo cười nói, Diệp công tử, ta dẫn cậu đi gặp một người bạn cũ. Diệp Huyên hỏi lại ông ta, bạn cũ. Thiên đạo gật đầu, lúc trước ta có quen một người, nàng đến từ tân thế giới, là một luyện đan sư, về mặt luyện đan, nàng rất là lợi hại. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, vậy chúng ta đi gặp nàng thôi. Thiên đạo cười khẽ, được. Chẳng mấy chốc, dưới sự hướng dẫn của thiên đạo, hai người đi tới một tòa thành cổ. Phàm giới thành. Nơi này xem như thành chính của phàm giới. Sau khi vào thành, Diệp Huyên phát hiện tòa thành này vô cùng sầm uất, không giống những tòa thành khác cho lắm. Kiến trúc bên trong thành rất khác với thế giới của họ, đi đến đây khiến hắn nhớ đến một nơi, chính là kinh đô thành mà Tần Quan xây dựng. Lúc này, thiên đạo cười nói, có phải cảm thấy chỗ này hơi khác biệt không? Diệp Huyên gật đầu. Thiên đạo nhẹ giọng nói, biết bao năm qua, có không ít người của hệ Ngân Hà đi đến đây, vì thế, nơi này không giống những nơi khác cho lắm. Không thể không nói, hệ Ngân Hà thật sự là một nơi rất thần kỳ. Diệp Huyên cười đáp, đúng là như thế. Sau này có cơ hội hắn cũng muốn đến hệ Ngân Hà tham quan. Lần trước dù từng đến hệ Ngân Hà, nhưng chỉ gặp Thanh Nhi một chút rồi đi luôn. Lần sau có cơ hội nhất định phải tham quan nơi này cho kỹ. Lúc này, thiên đạo chợt cất lời, chúng ta đến nơi rồi. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía trước là một tòa viện, trên cửa viện có hai chữ to, phòng đan. Ngoài cửa rất đông người, hơn nữa những người này còn đang xếp hàng, khoảng trên 100 người. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là... Thiên đạo cười giải thích, có lẽ là đi mua đan dược. Đan dược do nha đầu này luyện ra thật sự là đệ nhất. Nói xong, thiên đạo dẫn Diệp Huyên đi vào viện, mà lúc này, một người đàn ông đột nhiên chặn hai người lại, gã quan sát hai người từ trên xuống dưới, không chút khách sáo nói, xếp hàng. Xếp hàng. Thiên đạo sửng sốt, sau đó nói, chúng ta không phải đến mua thuốc. Người đàn ông trừng thiên đạo, không phải đến mua thuốc vậy ông đến làm gì? Chẳng lẽ là có ý đồ xấu gì đó? Nghe thấy lời này, một vài người đàn ông trẻ tuổi lập tức quay đầu nhìn lại với nét mặt không thân thiện. Thiên đạo trầm giọng đáp, chúng ta là bạn của đan thần. Người đàn ông tức giận nhìn thiên đạo, cái cớ quá tệ. Quá tệ. Thiên đạo tỏ vẻ cạn lời. Ông ta không nói nhảm với người đàn ông nữa mà nhìn vào trong viện, cười nói, đan thần nha đầu,
cháu cũng muốn ta xếp hàng à? Người đàn ông kia còn muốn nói gì đó thì có một cô gái bước nhanh ra ngoài, cô gái mặc váy vải bố giản dị, trên đầu thắt một tấm khăn lụa màu trắng, đôi mắt rất to và trong trẻo. Khi nhìn thấy Thiên Đạo, cô gái thoáng sửng sốt, sau đó vui mừng nói, Đạo Gia Gia, sao ông lại đến đây? Đạo Gia Gia, nghe thấy lời này, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Cả Diệp Huyên cũng thế. Hắn nhìn Thiên Đạo, nhìn từ vẻ ngoài, ông ta đúng thật là một người đàn ông trung niên, cũng đâu có giả lắm. Thấy ánh mắt của Diệp Huyên, Thiên Đạo cười ngượng ngùng, tính về vai vế, ta thật sự là gia gia của nha đầu này. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Lúc này, cô gái bước nhanh đến trước mặt Thiên Đạo và Diệp Huyên, nàng ấy cười nói, Thiên Đạo gia gia, sao ông lại rảnh rỗi đến phàm giới vậy? Thiên Đạo cười đáp, ta đến đi dạo cùng Diệp Thiếu. Nghe vậy, cô gái quay đầu nhìn Diệp Huyên, khi thấy hắn, nàng ấy khẽ mỉm cười giơ tay phải, chào huynh, ta tên Đan Thần. Diệp Huyên nhìn tay phải đang đưa tới của cô gái, sau đó hỏi, hệ Ngân Hà. Đan Thần sửng sốt, sau đó hỏi ngược lại, huynh cũng đến từ hệ Ngân Hà ư? Diệp Huyên cạn lời. Đan Thần cười đáp, ta học khoa tự nhiên, chuyên ngành y dược, còn huynh thì sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, khoa văn, chuyên ngành gia oai. Nói xong, hắn chợt sửng sốt. Mẹ kiếp, lão tử nói cái gì vây? Khoa văn. Đan Thần nhìn Diệp Huyên, chớp mắt, cười nói, Diệp công tử, huynh không phải người của hệ Ngân Hà. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, sao cô lại nói thế? Đan Thần cười nói, nếu ta đoán không lầm, có lẽ Diệp công tử có quen biết với người của hệ Ngân Hà. Nhưng chắc chắn Diệp công tử không phải người của hệ Ngân Hà. Diệp Huyên hơi tò mò, sao cô có thể nhìn ra được? Đan Thần cười đáp, người của hệ Ngân Hà nói chuyện khá là đặc biệt. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Đúng là thế. Có lúc Tần Quan nói chuyện cũng rất thú vị. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cảm nhận được vô số sự thù địch. Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy rất nhiều người đàn ông xung quanh đều đang nhìn hắn. Trong mắt những người này là sự thù địch không thể che giấu. Rõ ràng là có vài người muốn đến mua đan dược, nhưng có vài người rõ ràng là không phải. Diệp Huyên cười nói, Đan Thần cô nương rất được hoan nghênh nhỉ. Đan Thần cười khẽ, ta cũng rất bất đắc dĩ. Không nói đến những chuyện này làm gì, chúng ta đi vào trạch viện thôi. Dứt lời, nàng ấy dẫn Diệp Huyên và Thiên Đạo đi vào trong. Thấy cảnh này, sắc mặt mấy người đàn ông kia lập tức trở nên khó coi. Chẳng lẽ có người nhanh chân giành trước rồi? Sau khi đi vào viện, Diệp Huyên phát hiện trạch viện này rất đặc biệt, trên lan can trong viện trồng rất nhiều loại quả, mà xung quanh cũng có một vài giống cây kỳ lạ, nhưng cũng không nhiều, rất vừa đủ, vì thế vừa đi vào trong, Diệp Huyên đã ngửi thấy một hương hoa thoang thoảng. Đan Thần dẫn Diệp Huyên và Thiên Đạo đi vào một lầu các, bên trong lầu các có một bàn trà, ba người ngồi vây quanh bàn trà. Đan Thần cười nói với Thiên Đạo gia, lần này đến đây, ông phải ở lâu một chút đấy. Thiên Đạo nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử ở bao lâu, ta sẽ ở bấy lâu. Đan Thần quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười nói, vậy có lẽ Diệp công tử sẽ ở lại một khoảng thời gian nhỉ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, Đan Thần cô nương, mạn phép hỏi một câu, kỹ thuật luyện đan của cô thế nào? Đan Thần cười khẽ, sau đó mở lòng bàn tay, một viên đan dược chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là... Đan Thần chớp mắt, đại lực hoàn. Diệp công tử có thể nếm thử. Đại lực hoàn. Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó hỏi, có thể ăn à? Đan Thần khẽ mỉm cười, tùy huynh. Diệp Huyên cầm lấy đan dược ăn vào, vừa mới ăn vào, một lực lượng đáng sợ đột nhiên dâng trào từ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, Diệp Huyên cảm thấy cả người mình tràn đầy một lực lượng vô tận. Diệp Huyên hơi khiếp sợ, lực lượng của hắn tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Diệp Huyên nhìn về phía Đan Thần, thứ này có tác dụng phụ không? Đan Thần lắc đầu. Diệp Huyên sửng sốt. Đan Thần cười nói, viên thuốc này không phải sử dụng triệt để lực lượng trong thân thể huynh, mà là khai thác lực lượng tiềm ẩn bên trong. Diệp công tử cảm thấy lực lượng của bản thân tăng lên không ít, cũng đồng nghĩa với việc bây giờ Diệp công tử vẫn chưa tu luyện đến mức độ cao nhất của bản thân. Còn nếu đã tu luyện đến mức độ cao nhất, thì Diệp công tử ăn viên thuốc này sẽ không có chút tác dụng gì cả. Diệp Huyên khẽ đáp, thì ra là thế. Dứt lời, hắn nhìn Đan Thần, sau đó hỏi, còn đan dược nào lợi hại hơn nữa không?
Đan thần im lặng. Diệp Huyên nghiêm túc nói, đan thần cô nương, vấn đề của ta có thể hơi lỗ mãng, không giấu gì cô, ta muốn mời cô nương gia nhập thư viện quan huyên của ta. Bây giờ thư viện quan huyên đang thiếu cái gì nhất? Luyện đan. Nếu có một viện chuyên luyện đan, thì chắc chắn sẽ rất có lợi với thư viện quan huyên. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, đan thần lắc đầu cười khẽ, Diệp công tử, ta thích tự do, không thích chịu ràng buộc. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, được. Hắn biết chuyện này không thể nôn nóng, quá hấp tấp sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Rất nhiều chuyện đều phải thực hiện chậm rãi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ ngoài viện, đan thần cô nương. Nghe vậy, đan thần thoáng sửng sốt, nàng ấy quay đầu nhìn lại, Tăng công tử. Diệp Huyên và Thiên Đạo cùng quay đầu nhìn, ngoài cửa là một thiếu niên áo trắng, thiếu niên mi thanh mục tú, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Đan thần nhìn thoáng qua Thiên Đạo và Diệp Huyên, đang định cất lời thì Tăng công tử kia đột nhiên cười ngượng ngùng, không biết cô nương đang tiếp khách, xin lỗi, hôm khác đến gặp cô sau. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Đan thần nhìn Tăng công tử một cái rồi thu hồi tầm mắt, cười hỏi, Diệp công tử, huynh có quen biết người của hệ Ngân Hà sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Đan thần hơi tò mò, đối phương làm cái gì? Diệp Huyên đáp, nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Đan thần sửng sốt, sau đó cười nói, vậy thì lợi hại lắm. Diệp Huyên cười nói, đúng là rất lợi hại. Thật sự thì bây giờ cả hắn cũng phải sợ mấy thứ khoa học kỹ thuật kia của Tần Quan. Rất ghê gớm. Đan thần chợt hỏi, nàng là người của Liên minh Ngân Hà à? Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, Liên minh Ngân Hà. Đan thần hỏi ngược lại, không phải sao? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Đan thần gật đầu, Liên minh Ngân Hà chính là một tổ chức do một người xuyên không đến từ hệ Ngân Hà thành lập, tôn chỉ có bọn họ là chinh phục dị thế, thống nhất vũ trụ. Thống nhất vũ trụ. Diệp Huyên sửng sốt. Đan thần lắc đầu cười khẽ, không nói đến chuyện này nữa. Diệp công tử, Thiên Đạo ra ra, hai người đến phàm giới chơi thôi à? Diệp Huyên gật đầu, ta chỉ đến tham quan thôi, tiện thể xem có thể mở thư viện ở đây không? Thư viện. Đan Trần cười nói, vậy hai người có thể ở lại chỗ của ta. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn. À phải rồi, đan thần cô nương, cô có thể giới thiệu sơ lược về phàm giới này cho ta không? Đan thần gật đầu, phàm giới có ba thế lực siêu cấp, lần lượt là một liên minh, một tông môn, một gia tộc. Liên minh này chính là Liên minh Ngân Hà. Cường giả đứng đầu bên trong gần như đều là người xuyên không đến từ hệ Ngân Hà. Còn một tông chính là Phàm Tông là thế lực của phàm giới, có thể xem là kẻ thù không đội trời chung với Liên minh Ngân Hà, hai bên đã tranh đấu gay gắt mấy trăm nghìn năm rồi. Còn một gia tộc chính là Ngụy tộc, gia tộc lớn của phàm giới, Ngụy tộc là một hoang tộc, bọn họ thành lập một đế quốc khổng lồ ở phía bắc, chính là đế quốc Đại Ngụy. Bọn họ, Liên minh Ngân Hà và Phàm Tông hình thành một thế chân vạc. Kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám ra tay trước. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Đan thần chợt nói thêm, Tăng công tử khi nãy là đến từ Phàm Tông. Diệp Huyên hơi tò mò, nhưng cô là người của hệ Ngân Hà. Đan thần cười nói, ta không gia nhập vào Liên minh Ngân Hà. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Đan thần lắc đầu, ta không thích tranh đấu. Diệp Huyên nhìn đan thần, cười nói, ta hiểu. Đan thần đột nhiên đứng dậy. Diệp công tử, Thiên Đạo ra ra, hai người cứ tự nhiên, ta đi luyện đan. Có chuyện gì có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Dứt lời, nàng ấy xoay người rời đi. Sau khi đan thần đi, Thiên Đạo cất lời, thuật luyện đan của nha đầu này thật sự rất lợi hại. Diệp Huyên cười đáp, đúng là thế. Thiên Đạo quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, bây giờ cậu có tính toán gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta đi dạo một lát. Thiên Đạo vội nói, ta đi cùng cậu. Diệp Huyên cười, ta sẽ không gây ra chuyện gì đâu. Nhưng Thiên Đạo lại lắc đầu, ta sợ người khác động vào cậu. Diệp Huyên cạn lời. Vì thế, hai người rời khỏi trạch viện, đi dạo trong thành. Không thể không nói, phàm giới thành này thật sự rất sầm uất, người đến người đi, buôn bán phát triển. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Thiên Đạo tiền bối, ông đã từng đến hệ Ngân Hà chưa? Thiên Đạo lắc đầu, chưa từng. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Đạo, Thiên Đạo cười khổ, đừng nói là hệ Ngân Hà, dù là chủ nhân, ta còn chưa từng gặp. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Thiên Đạo trầm giọng nói, ta chỉ biến thành từ một tia ý niệm của chủ nhân thôi,
nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ tân thế giới. Có điều, ta cũng đang tu luyện, vì thế cũng sẽ có dã tâm. Diệp Huyên cười nói, đó là chuyện bình thường. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, Diệp công tử, ta cảm thấy thư viện đó của cậu rất có triển vọng. Vũ trụ này cần phải có một trật tự mới. Diệp Huyên nghiêm túc nói, lúc trước ông nói, chủ nhân của ông muốn thành lập một trật tự mới, vậy vì sao y không tự xây dựng nó? Thiên đạo im lặng một lát rồi đáp, cậu hay ngài ấy làm, ta cũng cảm thấy không có gì khác nhau. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trước mặt mình, tỏ vẻ khó hiểu, chúng ta có quen nhau sao? Người đàn ông cười nói, người có biết đan thần cô nương không phải người bình thường không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Người đàn ông híp mắt, chủ tử của ta không hy vọng còn thấy ngươi ở phàm giới thành vào ngày mai nữa, có vấn đề gì không? Diệp Huyên đột nhiên đi tới trước mặt người đàn ông. Phập, một thanh kiếm xuyên thủng giữa chân mày gã ta. Biến cố chợt diễn ra khiến sắc mặt mọi người xung quanh thay đổi. Diệp Huyên nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ khó tin kia, cười nói, ngươi lặp lại lần nữa xem. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Hiểu Hiểu quay đầu nhìn về phía tử lâu nào đó, trên lầu các của tử lâu đó có một người đàn ông đang ngồi. Chính là Tăng Công Tử khi nãy. Diệp Huyên cười nói với Tăng Công Tử, ngươi theo đuổi đan thần cô nương là chuyện của ngươi, sao lại phải gây chuyện với ta? Tăng Công Tử nhìn Diệp Huyên, ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Con ngươi của Tăng Công Tử chợt co lại, hắn ta vừa mới đứng dậy, đang định ra tay, thì một thanh kiếm đã xuyên thủng giữa chân mày hắn ta. Phập! Tăng Công Tử lập tức cứng đờ người. Diệp Huyên nhìn hắn ta, bây giờ đã biết ta đang nói gì chưa? Tăng Công Tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta là người của Phàm Tông. Diệp Huyên lắc đầu, vô dụng thôi. Nói xong, hắn lập tức vung kiếm. Xoẹt! Dưới ánh nhìn của mọi người, Tăng Công Tử lập tức rơi đầu. Chém chết! Sau khi dùng một kiếm chém chết Tăng Công Tử, Diệp Huyên xoay người đi tới một hướng, nếu Phàm Tông muốn trả thù có thể đến bất cứ lúc nào, ta vô địch, các ngươi cứ thoải mái. Oanh! Lúc này, một khí thế đáng sợ áp đảo xuống từ nơi chân trời. Thiên đạo ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, Diệp Công Tử, người đến là một cường giả vị chi cảnh. Ta không đánh lại, phải làm sao đây? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía thiên đạo tiền bối, ông đang đùa à? Ông biến thành từ ý niệm của chủ nhân bút đại đạo đó, ông. Thiên đạo cười khổ, ta chỉ là một ý niệm, hơn nữa sau khi rời khỏi tân thế giới, thực lực của ta sẽ suy giảm đi nhiều. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, sao ông không nói sớm? Giờ thì hay quá, ta đã ra oai luôn rồi, phải làm sao đây? Chẳng lẽ nuốt lại lời vừa nói à? Thiên đạo cũng hơi lúng túng. Ở tân thế giới, ông ta thật sự xem như một nhân vật lớn, nhưng ở nơi này thì khác, đương nhiên cũng không phải vì ông ta yếu, chỉ là ở nơi này, ông ta không phải người mạnh nhất thôi. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Thiên đạo. Ông lão nhìn Diệp Huyên, các hạ là. Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên. Ông lão nhíu mày, chưa từng nghe nói tới. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, ông lão đột nhiên nhìn về phía Thiên đạo, khi thấy Thiên đạo, lão ta cau mày, ông là Thiên đạo của tân thế giới. Thiên đạo gật đầu. Ông lão tỏ vẻ khó hiểu, Phàm Tông của ta không thù không oán với tân thế giới của ông, vì sao các ông lại giết người của chúng ta? Thiên đạo vừa định nói gì đó thì Diệp Huyên chợt lên tiếng, thích thì giết thôi. Nghe vậy, ông lão híp mắt lại, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên cười nói, nếu ông muốn trả thù thì có thể đến bất cứ lúc nào. Dứt lời, hắn dẫn Thiên đạo xoay người rời đi. Ở chỗ cũ, sắc mặt ông lão vô cùng u ám, nhưng lão ta lại không dám ra tay. Tân thế giới. Thật ra nơi đó không đơn giản chút nào, vì nơi đó cũng do chủ nhân bút đại đạo sáng lập ra. Hơn nữa, Thiên đạo kia còn là một ý niệm của chủ nhân bút đại đạo. Nói cách khác, hai người trước mắt có thể đại diện cho chủ nhân bút đại đạo. Ông lão im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Phía xa, Thiên đạo hơi chần chừ, sau đó nói, Diệp công tử, vì sao chúng ta không giải thích với ông ta? Diệp Huyên lắc đầu, nếu giải thích, ông ta sẽ ra tay. Chúng ta không giải thích, ông ta cho rằng chúng ta không sợ, cho nên cũng sẽ không ra tay. Thiên đạo do dự một lát rồi nói, Diệp công tử,
cho phép ta nhiều lời, khi nãy vì sao Diệp công tử lại thẳng tay giết chết người đó thế? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, nếu ta không có thực lực, ông cảm thấy sẽ thế nào? Thiên đạo im lặng. Diệp Huyên cười nói, sự hiền lành và tốt bụng của ta chỉ đối xử với người hiền lành và tốt bụng thôi. Hắn ta đã bắt đầu nhằm vào ta rồi, vì sao ta phải tốt bụng với hắn? Lòng tốt của ta, có cho chó cũng sẽ không cho hắn. Thiên đạo. Hai người chuẩn bị trở về trạch viện của đan thần. Trên đường đi, thiên đạo không nói một lời. Ông ta không cảm thấy Diệp Huyên quá khích, ông ta chỉ cảm thấy tính cách này của Diệp Huyên rất dễ gây họa. Vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì bây giờ họ lại có thêm một kẻ thù rồi. Phàm Tông. Vừa đến phàm giới đã trở mặt với Phàm Tông. Nghĩ vậy, thiên đạo không khỏi lắc đầu cười khẽ. Khi Diệp Huyên và thiên đạo trở về tiểu viện, hai người phát hiện có mười mấy người áo đen đứng bên ngoài cửa. Thấy cảnh này, thiên đạo cau mày. Hai người muốn đi vào, nhưng lại bị một ông lão áo đen ngăn cản. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên và thiên đạo, không nói một lời, nhưng hàm ý đã rất rõ ràng. Thiên đạo vung tay một cái. Oanh! Một uy thế đáng sợ lập tức đè lên người ông lão áo đen, khiến lão ta phải khom người xuống. Lúc này, mấy cường giả áo đen ở bên cạnh cũng muốn ra tay. Trong viện đột nhiên có một giọng nói vang lên, dừng tay. Nghe thấy giọng nói này, những cường giả áo đen kia vội vàng lui ra. Thiên đạo lạnh lùng nhìn những người áo đen kia, sau đó dẫn Diệp Huyên đi vào viện. Sau khi vào trong, hai người nhìn thấy một cô gái và một người đàn ông. Lúc nhìn thấy cô gái, Diệp Huyên và Thiên Đạo đều sửng sốt. Họ từng gặp cô gái này, chính là cô gái váy tím gặp trong tinh không trước đó. Cô gái váy tím nhìn thoáng qua Diệp Huyên và Thiên Đạo, sau đó thu hồi tầm mắt. Lúc này, đan thần ở bên cạnh cười nói, công chúa điện hạ, ta thích tự do, cho nên chỉ xin nhận tấm lòng của Đại Ngụy Quốc mà thôi. Cô gái váy tím im lặng một lúc mới nói, đan thần cô nương. Là vì điều kiện Đại Ngụy Quốc ta đưa ra không đủ phong phú ư? Đan thần lắc đầu, ta thật sự chỉ vì thích tự do thôi, nếu không, lúc trước ta cũng đã gia nhập Liên minh Ngân Hà rồi. Cô gái váy tím im lặng một lát rồi nói, thôi vậy. Nói xong, nàng ta chậm rãi đứng dậy. Như nghĩ đến điều gì, nàng ta đột nhiên xoay người nhìn về phía đan thần cô nương, đế quốc Đại Ngụy ta phát hiện một bí cảnh, ta cảm thấy cô sẽ có hứng thú với nó. Đan thần đang muốn nói gì đó, cô gái váy tím lại tiếp tục, di tích của Đan Tông Thượng Cổ. Đan Tông Thượng Cổ. Nghe vậy, sắc mặt đan thần lập tức thay đổi. Đan Tông Thượng Cổ, đây là một tông môn cổ xưa, nghe đồn, tông môn cổ xưa này có một quyển đại đạo Đan Kinh. Mà nghe nói đại đạo Đan Kinh này có nguồn gốc từ chủ nhân Bút Đại Đạo, cũng là người đứng đầu đan đạo trong thiên hạ. Sở dĩ nàng ấy đến phàm giới chính là vì muốn tìm di tích tông môn cổ xưa này. Mà bây giờ, nàng ấy không ngờ Đại Ngụy Quốc lại phát hiện ra nó. Lúc này, cô gái váy tím cất lời, đan thần cô nương, ta muốn mời cô cùng đi đến di tích kia, nếu bên trong thật sự có đại đạo Đan Kinh, ta có thể tặng nó cho cô. Đan thần im lặng một lát rồi nói, nếu ta lấy được quyển kinh này, ta sẽ đền đáp lại cô nương. Nghe vậy, cô gái váy tím hơi nhếch môi, câu trả lời của đan thần rất thú vị, đền đáp nàng ta chứ không phải đền đáp Đại Ngụy Quốc. Khác biệt rất lớn. Cô gái váy tím hé miệng cười tươi, không thể không nói, nàng ta rất thích nói chuyện với người thông minh. Cô gái váy tím cất lời, vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ đi. Đan thần đột nhiên nói, ta có thể dẫn theo một người không? Cô gái váy tím quay đầu nhìn Diệp Huyên và thiên đạo, dẫn thiên đạo theo sao? Nhưng đan thần lại lắc đầu, ta dẫn theo Diệp công tử. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Đan thần nhìn về phía Diệp Huyên. Cười nói, Diệp công tử có thể đi với ta một chuyến không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, có lợi ích gì không? Nghe vậy, cô gái váy tím ở bên cạnh lập tức nhíu mày. Đan thần cũng thoáng ngẩn người, sau đó cười hỏi, Diệp công tử muốn có lợi ích gì? Diệp Huyên cười nói, đan thần cô nương, ta đùa thôi. Đan thần ngạc nhiên. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, nhưng ta muốn sau khi mọi chuyện kết thúc. Có thể mời cô nương đến thư viện quan huyên của ta chơi. Chỉ là đến chơi thôi, không có ý gì khác. Đan thần ngẫm nghĩ rồi nói, được. Lúc này, cô gái váy tím bên cạnh lên tiếng, vậy chúng ta xuất phát thôi. Đan thần gật đầu, nàng ấy nhìn về phía thiên đạo, thiên đạo ra ra,
ông giúp cháu trông nom nơi này nhé, xong chuyện cháu sẽ về. Thiên đạo thoáng do dự, sau đó dùng huyền khí truyền âm, nhà đầu, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải đi theo bên cạnh Diệp công tử, nhất định phải đi theo, dù Diệp công tử đối mặt với bước đường cùng cháu cũng phải đi theo hắn, có hiểu không? Nghe vậy, trong mắt đan thần thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Đương nhiên nàng ấy có thể nhìn ra sự bất phàm của Diệp Huyên, vì lúc Diệp Huyên đi cùng với thiên đạo, thái độ của thiên đạo với hắn có thể nói là cực kỳ kính trọng. Mà thiên đạo là ai? Đây là một ý niệm của chủ nhân bút đại đạo, là chúa tể của tân thế giới. Nhưng ông ta lại cung kính với Diệp Huyên như thế, Diệp Huyên có thể là một người bình thường được sao? Mà lúc này, nàng ấy phát hiện, có lẽ nàng ấy đã đánh giá thấp Diệp Huyên rồi. Lúc này, thiên đạo lại nói, nhớ lời ta dặn chưa? Đan thần thôi suy nghĩ, gật đầu, cháu nhớ rồi. Thiên đạo gật đầu. Một lát sau, nhóm người rời đi. Lúc rời thành, có một ông lão chặn trước mặt họ. Chính là ông lão của Phàm Tông trước đó. Diệp Huyên nhìn ông lão, rõ ràng là đối phương đến đây vì hắn. Ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía cô gái váy tím dẫn đầu, công chúa Điện Hạ. Cô gái bình tĩnh hỏi, Lý trưởng lão có chuyện gì không? Lý trưởng lão nhìn Diệp Huyên ở một bên, Diệp công tử, ngươi không cảm thấy ngươi nên cho Phàm Tông của ta một lời giải thích sao? Diệp Huyên nhìn Lý trưởng lão, giải thích cái gì, tiêu diệt toàn bộ tông môn của ông à? Lý trưởng lão híp mắt, tiêu diệt toàn bộ tông môn của ta. Diệp công tử nói năng hùng hồn quá. Cô gái váy tím ở bên cạnh cũng nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tiêu diệt toàn bộ Phàm Tông. Dù là Đại Ngụy Quốc cũng không làm được đâu. Diệp Huyên bình tĩnh nói, Lý trưởng lão, nếu ông thấy chướng mắt với ta thì đi đến hệ Ngân Hà tìm chủ nhân bút đại đạo đi, người chống lưng cho ta là y đấy. Chủ nhân bút đại đạo. Sắc mặt Lý trưởng lão cực kỳ khó coi, Diệp công tử, có phải ngươi cho rằng có chủ nhân bút đại đạo bảo vệ là có thể muốn làm gì thì làm không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Nét mặt Lý trưởng lão cứng đờ. Một lát sau, lão ta hít sâu một hơi, sau đó nói, Diệp công tử, chủ nhân bút đại đạo cũng sẽ suy xét đúng sai, ngươi không cảm thấy ngươi làm thế rất quá đáng à? Phàm Tông có mạnh không? Đương nhiên là có. Nhưng Phàm Tông cũng không dám nói là có thể xem thường chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo chính là một tồn tại như thần thánh trong lòng người tu luyện. Dù vì chủ nhân bút đại đạo đã lâu không xuất hiện, bây giờ có rất nhiều người đã không còn quá sợ hãi y nữa. Nhưng chắc chắn không có ai dám coi thường y. Diệp Huyên nhìn Lý trưởng lão, ông muốn nói phải trái à? Lý trưởng lão gật đầu, phải. Gặp người yếu đương nhiên là dùng nắm đấm, nhưng gặp phải người có kẻ chống lưng thì vẫn nên nói phải trái thì hơn. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tăng công tử kia của các ông thấy ta tiếp xúc với đan thần cô nương bèn cho rằng hai chúng ta có quan hệ đặc biệt gì đó. Vậy là hắn ta bèn phái người cảnh cáo ta, bảo ta cách xa đan thần cô nương, nếu không sẽ khiến ta không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Ông thấy ta có thể nhịn được không? Nghe vậy, sắc mặt Lý trưởng lão trở nên khó coi. Đương nhiên lão ta biết chuyện Tăng Liên theo đuổi đan thần, mà Phàm Tông luôn rất ủng hộ chuyện này, đan thần cô nương này là một nhân tài siêu cấp. Phải biết rằng, bây giờ muốn đạt tới vị chi cảnh, nếu có đan dược của đan thần giúp đỡ, cơ hội thành công sẽ cao hơn ít nhất 5 phần. 5 phần. Đó là một tỷ lệ rất kinh khủng. Đan thần ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nói tiếp, đan thần cô nương xinh đẹp, xuất sắc như thế được theo đuổi là chuyện theo bình thường, nhưng tăng công tử kia quá nhỏ mọn, hơn nữa còn xem đan thần cô nương như của riêng. Lý trưởng lão, ông không cảm thấy hắn làm thế rất quá đáng à? Lý trưởng lão cất tiếng nói nặng nề. Nhưng dù thế Diệp công tử cũng không nên giết người. Diệp Huyên nhíu mày, là hắn gây chuyện với ta trước. Lý trưởng lão nói, nhưng cũng đâu có đáng tội chết. Diệp Huyên tỏ vẻ bất đắc dĩ, ta cũng đâu ngờ hắn lại yếu như thế. Một kiếm cũng không đỡ được là lỗi của ta sao? Lý trưởng lão nổi giận, Diệp công tử, ngươi đừng có quá đáng. Diệp Huyên cũng giận dữ, nếu ông không phục thì lập tức đến hệ Ngân Hà tìm chủ nhân bút đại đạo đi. Nét mặt Lý trưởng lão cứng đờ. Chủ nhân bút đại đạo. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Lý trưởng lão tức muốn nổ phổi. Vô liêm sỉ. Không biết xấu hổ. Có người chống lưng thì ghê gớm lắm sao? Lúc này, cô gái váy tím ở bên cạnh đột nhiên nói, Lý trưởng lão,
nếu không có chuyện gì nữa thì chúng ta đi đây. Lý trưởng lão nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Thấy lão ta nhìn mình, Diệp Huyên cau mày, Lý trưởng lão, đánh cũng không đánh, lùi cũng không lùi, ông là có ý gì? Lý trưởng lão lạnh lùng nói, Diệp công tử, chủ nhân bút đại đạo cũng không phải vô địch, ta khuyên ngươi nên biết điều chút đi. Diệp Huyên hít mắt, ông dám coi thường chủ nhân bút đại đạo. Lý trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi đừng lấy chủ nhân bút đại đạo ra dọa ta, Diệp công tử, cũng như lời ta vừa nói khi nãy, chủ nhân bút đại đạo cũng không phải vô địch, y không bảo vệ được ngươi cả đời đâu. Oanh! Đúng vào lúc này, một tia chớp đánh thẳng xuống. Trong nháy mắt, Lý trưởng lão kia còn chưa kịp phản ứng đã biến thành tro bụi. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Chết rồi! Cứ thế mà chết! Đan thần ở bên cạnh Diệp Huyên chớp mắt, đầu kêu ong ong. Nét mặt cô gái váy tím ở một bên cũng thoáng chốc trở nên nặng nề. Lý trưởng lão kia là một cường giả thần đạo cảnh đỉnh cao, nhưng đối phương lại bị giết chết như thế. Chủ nhân bút đại đạo. Cô gái váy tím quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, chết tiệt, không phải người đàn ông này đã bị chủ nhân bút đại đạo vứt bỏ rồi sao? Lúc này, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện. Công chúa có quyền thế nhất đại Ngụy. Ngụy Lam nhìn Diệp Huyên bên cạnh, sau đó cười nói, lão Mạc, chuyện này là một hiểu lầm. Hiểu lầm. Mạc Thiên im lặng. Ngụy Lam cười nói, tất cả sai lầm đều là do tăng công tử kia, theo đuổi người đẹp không thành lại giận cá chém thớt với Diệp công tử. Mà bây giờ hắn ta đã chết, ta cảm thấy chuyện này có thể kết thúc được rồi. Rõ ràng là nàng ta muốn dĩ hòa vi quý. Mạc Thiên gật đầu, đúng thế. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Mạc Thiên đi, Ngụy Lam nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, làm quen đi, ta tên Ngụy Lam. Diệp Huyên cười đáp, chào công chúa điện hạ. Diệp Huyên không thèm để tâm chuyện thái độ của Ngụy Lam thay đổi. Đây là một chuyện rất bình thường. Ngụy Lam cũng không nói gì thêm, nàng ta gật đầu, chúng ta xuất phát thôi. Ngụy Lam nhanh chóng dẫn theo Diệp Huyên và Đan Thần đi tới cung điện của nàng ta. Diệp Huyên lại gặp thiên viên đó một lần nữa. Diệp Huyên nhìn thiên viên, nó thật sự rất to lớn, tựa như một ngọn núi vậy, đứng ở đó khiến người ta có một cảm giác áp lực vô hình. Lúc này, Ngụy Lam đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử cảm thấy hứng thú với thiên viên này à? Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, cười đáp, khá là hứng thú. Ngụy Lam nói, vậy ta tặng nó cho Diệp công tử nhé. Dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay, một lệnh bài màu đỏ chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên, trong lệnh bài có yêu phách của nó, cậu giữ lệnh bài này, nó nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Người đàn ông áo trắng sau lưng Ngụy Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn lệnh bài trước mặt, cười nói, công chúa điện hạ, món quà này lớn quá. Ngụy Lam đáp, chỉ là món quà nhỏ thôi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, vô công bất thụ lộc, công chúa điện hạ, ta xin nhận tấm lòng thôi. Nói xong, tay phải của hắn đẩy nhẹ một cái, lệnh bài kia chậm rãi bay về trước mặt Ngụy Lam. Ngụy Lam khẽ mỉm cười, cũng không ép buộc, nàng ta lập tức thu hồi lệnh bài, sau đó nói, chúng ta đi vào trong đi. Dứt lời, nàng ta dẫn Diệp Huyên và Đan Thần đi vào trong điện rất rộng rãi, có mấy gian lầu các. Ngụy Lam cười nói, Diệp công tử, Đan Thần cô nương, chuyến đến di tích lần này mất khoảng 3 ngày, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Sau đó, nàng ta xoay người rời đi. Sau khi Ngụy Lam và người đàn ông đi, Đan Thần đột nhiên nói, Diệp công tử, huynh và chủ nhân bút đại đạo có quan hệ thế nào? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Hắn cũng không biết quan hệ giữa hắn và bút đại đạo là gì. Quan hệ đối địch, một phe, hình như đều không đúng lắm. Đan Thần nhẹ giọng nói, hy vọng chuyến đi này có thể lấy được đại đạo Đan Kinh. Diệp Huyên cười nói, không sao, nếu trong bí cảnh không có, hôm nào ta sẽ bảo chủ nhân bút đại đạo viết cho cô thêm một quyển. Chủ nhân bút đại đạo. Hai mắt Đan Thần lập tức sáng lên, thật à. Diệp Huyên nghiêm túc nói, đương nhiên. Ta có nói dối bao giờ đâu. Đan Thần cười nói, cảm ơn. Diệp Huyên chợt hỏi, cô đi từ hệ Ngân Hà đến nơi này như thế nào vậy? Đan Thần cười nói, ta đi leo núi, không cẩn thận rơi xuống vách núi, đợi đến khi ta tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi. Diệp Huyên cạn lời. Đan Thần lại nói, lúc tỉnh lại, bên cạnh ta chính là một cái xác,
không ngờ đó lại là một đại lão lánh đời, vì thế, ta bèn nhận được truyền thừa của nàng, sau đó là thế này đây. Diệp Huyên hoàn toàn cạn lời. Đan thần lắc đầu cười khẽ, ta phát hiện ta rất thích thế giới này. Còn có thể bay nữa. Nói xong, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, bây giờ huynh là nội đạo cảnh à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Đan thần đột nhiên lấy ra một cái bình bạch ngọc đưa cho Diệp Huyên, cho huynh cái này. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là. Đan thần cười nói, đan dược đặc biệt do ta luyện chế, có thể giúp huynh đột phá. Diệp Huyên mở bình bạch ngọc ra, trong bình có hai viên đan dược to cỡ ngón cái, đan dược này trong suốt, tản ra một mùi thơm thoang thoảng. Diệp Huyên cũng không nghi ngờ, lập tức lấy ra rồi nuốt vào. Diệp Huyên chợt nhớ ra điều gì, bèn nói, ta dẫn cô đến một nơi. Dứt lời, hắn lập tức dẫn đan thần tiến vào trong tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, đan thần lập tức sửng sốt, sau đó, nàng ấy nhanh chóng phát hiện điều đặc biệt trong tiểu tháp, không nhịn được cảm thán, lợi hại quá. Diệp Huyên. Sau khi ăn đan dược, một năng lượng đáng sợ lập tức dâng trào từ trong cơ thể Diệp Huyên, cả người hắn thoáng chốc như đang ở trong đại dương mênh mông. Những hơi thở đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Huyên. Diệp Huyên thầm thấy kinh ngạc. Hiệu quả của đan dược này hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn, hắn vội vàng ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu hấp thu những năng lượng kia. Còn đan thần thì đi vòng vòng trong tiểu tháp. Nàng ấy rất tò mò với thời gian bên trong tiểu tháp này. Trong cung điện, Ngụy Lam ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt nàng ta là một quyển trục. Quyển trục đang mở, phía trước có hai chữ to, Diệp Huyên. Ngụy Lam nhìn một lúc lâu mới nói, Bạch Y. Người nghĩ sao về Diệp công tử này? Người đàn ông tên Bạch Y ở sau lưng Ngụy Lam im lặng một lát rồi nói, trên người hắn thật sự không có khí vận thiên mệnh. Nói cách khác, bây giờ chắc chắn hắn không phải người thiên mệnh. Nhưng mà, nói đến đây, hắn ta chợt dừng lại một lát, sau đó tiếp tục, khi nãy Lý trưởng lão đột nhiên bỏ mạng chắc chắn là chủ nhân bút đại đạo ra tay. Ta cảm thấy có hai nguyên nhân, thứ nhất là dù Diệp công tử không phải người thiên mệnh, nhưng vẫn có quan hệ với chủ nhân bút đại đạo. Thứ hai, Lý trưởng lão kia bị giết chết không liên quan đến Diệp Huyên, hoàn toàn là vì nói năng không biết suy nghĩ, mạo phạm chủ nhân bút đại đạo, cho nên mới bị giết. Ngụy Lam bình tĩnh hỏi, người nghiêng về lý do nào hơn? Bạch Y nghiêm túc đáp, thứ nhất. Ngụy Lam nhìn Bạch Y giải thích, chắc chắn không chỉ có mỗi Lý trưởng lão mắng chủ nhân bút đại đạo, nhưng vì sao những người khác không sao? Còn lão ta vừa mắng đã xảy ra chuyện. Rất rõ ràng là vì chủ nhân bút đại đạo luôn chú ý đến Diệp công tử này. Ngụy Lam gật đầu, lúc trước ta mắc phải một sai lầm, cho rằng một người không có giá trị thì không cần làm quen. Nói xong, nàng ta lắc đầu, ta không nên quá phiến diện, đáng lẽ không thể bỏ qua giá trị tiềm ẩn của bất cứ một ai. Bạch Hy gật đầu, ta sẽ giúp cô. Ngụy Lam chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Trong tiểu tháp, một năm sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở mắt ra, trong cơ thể hắn có một khí thế đáng sợ lan tràn ra bốn phía như thủy triều. Lúc này, đan thần xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy chớp mắt đột phá rồi à? Diệp Huyên gật đầu, hắn mở tay phải, sau đó nắm chặt lại, trong nháy mắt, thế giới trong tiểu tháp lập tức trở nên hư ảo. Thần đạo cảnh. Lúc này, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng hơn quy tắc đại đạo của chủ nhân bút đại đạo rồi. Quy tắc đại đạo. Tiếc là hắn chỉ có thể cảm nhận được trong thiên địa ẩn chứ một quy tắc, nhưng quy tắc này cụ thể là gì, hắn lại không thể cảm nhận được. Rất mông lung. Đại đạo của chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên rơi vào trầm tư. Lúc này, đan thần chợt hỏi, Diệp công tử, huynh có còn cái tiểu tháp nào nữa không? Diệp Huyên nhìn về phía đan thần. Đan thần nghiêm túc nói, nếu còn thì bán cho ta một cái. Tiểu tháp. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, ta chỉ có một mà thôi. Nghe vậy, đan thần thở dài, tiếc thế. Diệp Huyên cười nói, nếu cô nương muốn dùng thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào, ta mở cửa miễn phí cho cô nương. Đan thần nhìn Diệp Huyên, cười nói, vậy ta cảm ơn nhé. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó rời khỏi tiểu tháp với đan thần. Hai ngày sau. Cung điện to lớn chậm rãi tiến vào một tinh vực không rõ, đây là một tinh vực rất yên tĩnh, trong tinh không đều là những kiến trúc đổ nát. Cùng lúc đó, xung quanh còn có một hơi thở rất mờ mịt. Lúc này,
Ngụy Lam và Bạch Y đi tới bên cạnh Diệp Huyên và Đan Thần, Ngụy Lam nhìn về phía xa, cười nói, phía trước chính là Đan Tông Thượng Cổ, hy vọng lần này chúng ta có thể có thu hoạch. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó hỏi, đây đều là người của Đại Ngụy à? Ngụy Lam lắc đầu, đương nhiên chúng ta không thể độc chiếm bí cảnh di tích này được, vì thế là các thế lực lớn cùng nhau đi vào. Diệp Huyên gật đầu, thì ra là thế. Ngụy Lam cười nói, Diệp công tử, cậu đạt đến thần đạo rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Ngụy Lam nói tiếp, chúc mừng, tin rằng không bao lâu nữa, Diệp công tử đã có thể đạt đến cảnh giới quá khứ đạo rồi. Quá khứ đạo. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đang định đáp lời thì hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức sững sờ. Không phải trước đây Thanh Nhi đã nói sẽ giúp hắn bỏ đi quá khứ, hiện tại và tương lai rồi ư? Nếu như thế, thì hắn còn cần tu luyện nữa sao? Diệp Huyên sững sờ. Mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh, là ngươi. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Huyên thôi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, khi thấy người nói chuyện, hắn cũng sửng sốt, là ông. Người vừa đến không phải là ai khác mà chính là vô biên chủ kia. Thấy vô biên chủ, Diệp Huyên sững sờ. Tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, vô biên chủ cũng sửng sốt. Sao Kháo Sơn Vương này cũng đến đây vậy? Thần Minh và Tăng Vô sau lưng vô biên chủ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai cũng tràn đầy sự nghi ngờ. Lúc này, Ngụy Lam nhìn vô biên, sau đó hỏi, Diệp công tử, đây là bạn cậu à? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Hắn và vô biên chủ cũng không phải là bạn. Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Thần Minh và Tăng Vô vội vàng đi theo. Diệp Huyên nhìn ba người phía xa, hơi nhíu mày, trong lòng thầm thấy nghi ngờ, không biết người này đến đây làm gì. Cũng là vì Đan Tông Thượng Cổ ư. Lúc này, Ngụy Lam cất lời, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Diệp Huyên và Đan Thần cùng đi theo. Không lâu sau đó, ba người đi tới trước một cánh cửa lớn đổ nát, trước cửa chỉ có hai cái trụ đá lục sụp. Mà lúc này, nơi đây đã tập trung một vài người. Thấy Ngụy Lam đi tới, một người đàn ông đến gần, khẽ mỉm cười, Lam điện hạ. Ngụy Lam đáp lời, Sở Phong huynh, lâu rồi không gặp. Sở Phong cười khẽ, đúng thế, từ ngày đó, chúng ta đã không gặp nhau mấy chục năm rồi. Dứt lời, hắn ta quay đầu nhìn ra sau lưng, cười nói, bí cảnh này rất nguy hiểm, chúng ta đi cùng nhau không? Ngụy Lam ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Lúc này, Sở Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyên, nhưng không nói gì. Ngụy Lam cười nói, Diệp huynh, Đan Thần cô nương, giới thiệu với hai người, đây là Sở Phong huynh của Phàm Tông, cũng là thiếu tông chủ đương nhiệm của Phàm Tông. Phàm Tông? Diệp Huyên cười khẽ, không nói gì. Sở Phong cười nói, Diệp công tử, trước đó Phàm Tông ta xảy ra chút hiểu lầm với các hạ, cũng may là đã không còn hiểu lầm nữa. Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Sở Phong còn muốn nói gì đó, lúc này, Ngụy Lam đột nhiên nhìn sang bên cạnh, cười nói, có lẽ vị này là người của Liên minh Ngân Hà đúng không? Liên minh Ngân Hà. Mọi người đều quay đầu nhìn sang, cách đó không xa có một người đàn ông chậm rãi đi tới. Người đàn ông mặc áo gấm rộng, bên hông đeo một thanh kiếm. Rõ ràng đây là một kiếm tu. Liên minh Ngân Hà. Không thể không nói, người của Liên minh Ngân Hà là một tồn tại đặc biệt ở phàm giới, vì từ góc nhìn của người phàm giới, Liên minh Ngân Hà đều là những người ngoại lai. Người đàn ông kiếm tu nhìn thoáng qua hai người Ngụy Lam, sau đó nhìn về phía Đan Thần, Liên minh Ngân Hà là sự lựa chọn tốt nhất của cô. Đan Thần chỉ cười chứ không nói gì. Người đàn ông lại nói, chúng ta đều đến cùng một nơi, đáng lý ra phải giúp đỡ lẫn nhau. Đan Thần im lặng một lát mới nói, cho ta thời gian suy nghĩ. Nàng ấy không thẳng thừng từ chối. Nàng ấy là một luyện đan sư, dù là bên nào, nàng ấy đều không thể đắc tội. Người đàn ông gật đầu, không nói gì thế, hắn ta nhìn đại điện đổ nát phía xa bằng ánh mắt nóng bỏng. Đan Tông Thượng Cổ. Đan Tông Thượng Cổ này không phải là một tông môn bình thường. Trong thời kỳ thượng cổ của phàm giới, tông môn này nổi tiếng là giàu có. Cực kỳ giàu có. Hơn nữa tông môn này cũng có không ít thần vật, đan dược quý báu càng nhiều không đếm xuể. Có thể nói, tài sản của ba thế lực còn thua xa tông môn này. Lúc này,
Ngụy Lam chợt cười nói, nơi nên đến cũng đã đến. Vậy chúng ta đi vào thôi. Mấy người gật đầu. Mọi người đi sâu vào trong. Bên kia, ba người nhóm Vô Biên Chủ cũng đến đây, nhưng bọn họ lại bị một ông lão ngăn lại. Ông lão nhìn Vô Biên Chủ, người ngoài không được đi vào nơi này. Di tích đó đã bị Đại Ngụy, Liên Minh Ngân Hà và Phàm Tông độc chiếm, đương nhiên bọn họ không thể cho người ngoài đi vào được. Vô Biên Chủ nhìn ông lão, tại sao không thể đi vào? Ông lão nhíu mày, cút đi trước khi ta còn chưa đổi ý. Vô Biên Chủ giơ tay tát một cái. Chát! Ông lão còn chưa kịp phản ứng đã bị giết chết. Đi đời! Vô Biên Chủ lạnh lùng nói, người nghĩ mình là ai? Dứt lời, ông ta dẫn Tăng Vô và Thần Minh đi về phía xa. Mà lúc này, một hơi thở đáng sợ đột nhiên tấn công tới từ phía xa. Một ông lão áo đen nhanh chóng chặn trước mặt ba người nhóm Vô Biên Chủ. Lão ta nhìn chằm chằm Vô Biên Chủ, ngươi là ai? Vô Biên Chủ lạnh lùng đáp, ta là cha ngươi. Dứt lời, ông ta lại vung tay chưởng một cái. Ông lão áo đen cũng bị giết chết trong nháy mắt. Phía xa, Tăng Vô hơi tò mò, Vô Biên, chúng ta đến bí cảnh này để làm gì? Vô Biên đáp, bên trong có đồ của ta, ta đến để lấy về. Tăng Vô sửng sốt, sau đó hỏi, đan tông thượng cổ này đã là bao nhiêu năm rồi? Vô Biên Chủ lạnh nhạt đáp, chắc là mấy triệu năm. Tăng Vô trầm giọng nói, Vô Biên, nếu nói thế là ông đã sống mấy triệu năm rồi à? Vô Biên Chủ nhìn Tăng Vô, thêm một số không, cảm ơn. Tăng Vô, Thần Minh hơi do dự, sau đó hỏi, Vô Biên, thời đại của ông là thời đại gì? Vô Biên im lặng một lát rồi đáp, thời đại Vô Biên. Hai người sửng sốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 229.